Có những người ta nói gặp những đức là thấy mắc cười. Gặp mà mắc cười đặc biệt hơn gặp mà thấy ghét. Nên chúng ta thống kê con người mà sống trong cái cõi này mà họ thường có nụ cười, họ thường vui, họ thường sống lạc quan. Thống kê những con người này đa phần là những con người sống có ý nghĩa nhất và thêm nữa là sức khỏe và tuổi thọ tốt nhất. Họ sẽ làm được rất nhiều việc làm ý nghĩa trong cuộc đời này, đa phần. Giống như bà cụ Hứa Chiếc, bà sống bây giờ bà nặng nề buồn khổ ai. Bà nói là cái vừa lòng không vừa lòng, giống như mà đứng ở ngoài chợ mà thấy kẻ đi qua người đi lại, thấy người đông nhưng không biết mặt ai. Ý bà nói đối với chuyện thuận nghịch bà coi như cái xa lạ đó. Nên bà sống tuổi thọ rất là dài. Người ta hỏi bà cách dưỡng sinh bằng cách nào, bà nói không có buồn giận ai để trong tâm. Bà thường ha ha chứ không có hu hu. Một con người có thể lớn tuổi mà không già, thường vui. Như vậy đấy, một loài hoa nở thì nhìn nó đẹp, chứ không ai nói hoa tàn mà đẹp. Nên một con người mà sống trong cuộc đời này mà sống có thể sống lạc quan được và có phương pháp giải thoát là đúng quá ý nghĩa. Nên hôm nay chúng ta có bài học tập, đó là hãy cười lên cho đời hết khổ. Nhiều thứ nặng nề buồn khổ quá chúng ta khổ làm chi. Nên nghĩa là những đức sống viết rồi, những đức kinh nghiệm. Bây giờ ai thích buồn, ai thích khổ kệ người ta, đó là cái thích của họ mà. Mình cứ sống cho nó đặc biệt trong tâm của mình. Mỗi ngày sống vui vẫn là mỗi là ngày có ý nghĩa đặc biệt. Như bản thân những đức từ sáng mở mắt ra lễ Phật một chút, xong xuống nấu ăn. Nấu ăn xong rồi lên chia sẻ Phật pháp. Chia sẻ Phật pháp xong thì cũng gần tới 10 giờ chuẩn bị ăn cơm. Thì niệm Phật hoặc lễ Phật gì một chút nữa. Rồi xong ăn miếng cơm, ăn miếng cơm xong nghỉ một chút. Xong đi nấu ăn. Rồi nấu ăn xong rồi có khi gặp Phật tử, tiếp Phật tử này kia. Rồi tới thời gian chuẩn bị qua bên kia giảng pháp. Tại vì những đức một tuần lễ, ví dụ như tối thứ hai là giảng ở bên đạo tràng ba, tối thứ ba là chia sẻ Phật pháp bên hộ pháp, tối thứ tư là họp cái ban bên đạo tràng ba bên nữ, và tăng với mấy chú là kết hợp lại là hai nhóm. Rồi xong về tới đây cũng gần 8 giờ. Thứ tư buổi tối. Tối thứ năm chia sẻ Phật pháp bên Đại Tùng Lâm. Tối thứ sáu thì mấy cô mình buổi tối đó được nghỉ. Khi ngồi chơi các cô. Tối thứ bảy, sáng thứ bảy thì cộng tu. Tối thứ bảy lớp đạo làm con. Nghĩa là một tuần công việc xuyên suốt. Còn bây giờ chuẩn bị lễ thì như nãy ngồi cũng giảng được mấy bài pháp cho chuẩn bị bốn ngày lễ, giống như giảng 4 ngày để chuẩn bị những ngày đó mà có Phật tử mình đều có thời gian, khi gặp người ta hay tiếp người ta cũng có thời gian, mà những bài pháp mình giảng cũng vẫn giảng được. Thật sự quý vị là cái cảm giác học Phật của những đức bây giờ càng học Phật càng thấy thích thú 100%. Những đức sẽ không bao giờ bị tác dụng phụ dưới cái cuộc đời này nữa.
Nghĩa là những người bên cạnh những đức mà họ được lo lắng đầy đủ cuộc sống của họ, chỉ có cái việc tu tập và tâm tư của họ, mà không giải quyết được là chuyện của họ. Tại vì sao? Vì mình đã lo cho họ hết lòng. Mỗi ngày người trên mà còn hoạt bát vui vẻ được thì mình người dưới không biết nặng nề cái gì. Trong cuộc đời những đức ngày xưa khi ở nhà, chỗ mà những đức mong cầu nhất khi còn nhỏ đó là ngày nào ba mình đừng đi nhậu. Và niềm vui lớn nhất của những đức lúc còn nhỏ là mong rằng chiều nay ba mẹ mình đừng quýnh lộn với nhau. Đó là niềm vui nhất. Dù là ăn cơm, trái cà, trái dưa leo gì, nhưng mà mong rằng chiều tối nay mẹ cha mình đừng quýnh lộn với nhau, đừng chửi lộn, vậy thôi. Một cái ý nghĩ rất đơn giản. Bây giờ quý vị được sống trong ngôi Tam Bảo đông như vậy, mà cuộc sống vì cơm ăn áo bận, cuộc sống khi cần cái gì, thiếu cái gì đều có để chu cấp lo lắng cho mình. Như tuần này, như tháng này, tiền điện mới trả hồi sáng tính ra cũng 270 triệu. Quý vị thấy tới tháng tiền điện là trả là sốc. Mình sống trong một cái hội chúng như vậy, một cái lực lượng con người đông như vậy mà mình được bình yên gì? Mình còn không vui được thì lý do gì? Không biết làm sao luôn. Vô chùa tu thì có phương pháp tu, pháp tu thì chuyên tu niệm Phật, thời khóa tu thì cực kỳ gọn, dễ tu vô cùng. Chưa bao giờ đưa lên tư tưởng là ép bức nặng nề về cái việc tu hành gì hết. Không có tư tưởng ép bức nặng nề. Từ nơi đó mà mình mà không tu tập được, mình không an lạc được là tại mình. Còn tư tưởng rồi đưa lên tư tưởng cho mình đầy đủ hết trơn rồi. Đừng có tăng âm thanh nữa nghe, nó nhỏ nhỏ như nãy, như đức giảng nhẹ nhẹ được. Nên từ nơi đó mà những đức thấy rằng mình đi tu tập, mình ở một cái đoàn thể gì quá hạnh phúc mà. Những đức nói nhớ là ngày xưa ở nhà mình, thật sự mà nói, mỗi năm tới Tết, nhớ có năm Tết ba những đức đi mượn 300 ngàn ăn Tết, mua 2 ký mấy thịt heo, mấy cái trứng vịt về để kho nồi kho tàu. Ba cho mình được 10 mấy ngàn bỏ trong túi, may cho mình được cái bộ đồ Rirama dưới quê ngày xưa là mừng lắm. Mình nghĩ rằng cuộc đời mình chưa bao giờ được sống những ngày tháng đặc biệt bình an như vậy. Nên bây giờ những đức trân quý Phật Pháp dữ lắm. Những đức nói thật sự với quý vị, quý vị đi tu tập mà gặp được một cái ngôi chùa như dưới cái sự quản lý của những đức là chúng ta cũng thật sự có phước lắm đó quý vị. Có phước lắm. Học Pháp thì tu tập thì đa dạng phương pháp tu. Người đi lang thang ngoài đường, người thì cầm bình bát đi khắc thực, người thì chỗ nào cúng dường thì đến nhãn cúng dường để tu duyên tu phước. Đa dạng cách hết chứ. Có những người thì tụng kinh, tám ma cũng nhận tiền. Đa dạng á. Những đức nói quý vị rất là có phước. Những đức nói thiệt, tất cả quý thầy, quý chú, quý cô đến với những đức chưa từng bao giờ mà quý vị đi xè tay nhận ai một cắt bạc nào. Đa phần chỉ có một mình những đức là người ta cúng dường những đức nhận tiền từ đôi tay để lo cho quý vị. Những đức nói mình đi tu mà được như vậy quá hạnh phúc. Nếu như để cá nhân mình tự lo không đơn giản như quý vị nghĩ đâu. Nên còn không có niềm vui, không có nụ cười từ tâm thì mình đi tìm cái gì? Nhưng những đức ngồi họp với mấy cô bên đài Tùng Lâm, những đức nói chúng ta là bị cái tâm sai sử, bị cái tâm như con khỉ nhảy đầu này nhảy đầu kia sai sử mình. Trong chùa bình an vô cùng, Tết nhất thì trong lòng lại mong mỏi muốn đi ra ngoài nhìn chợ hoa. Mà trong khi bước ra ngoài nhìn chợ hoa thì nhìn cái gì? Mấy cây hoa leo que quéo, một cái căn nhà lùm tụp. Bước ra ngoài đi một vòng xong hít khói, thế nặng nề vô cùng. Nên những đức nói rằng
Còn Phật Bồ Tát gia hộ cho mình cả đời tới chết được ở trong chùa. Đó là điều hạnh phúc nhất. Không còn mong mỏi, không nghĩ gì, ai đi đâu mặc kệ, kẻ đến người đi mặc kệ. 3 năm, 5 năm, 10 năm gì gặp lại những đức cũng như vậy. Tiếp tục cứ như vậy mà sống. Sống đặc biệt vô cùng. Huynh đệ cùng thờ ti tu những đức, kẻ đầu này, kẻ người đầu kia, đầu nọ, tâm lưng. Lâu lâu gặp lại, người nào cũng cảm thấy nhìn mình, cảm thấy trước mặt mình như thế nào, những đứa cũng hiểu, họ cảm thấy ngưỡng mộ. Vì sao? Ông ở được nơi hay vậy? Cái gì cũng do tập mà ra. Nên những đức nói rằng là cuộc sống con người đặt nặng vấn đề thì mình khó có niềm vui. Đúng ra việc của những đức mới là nặng nề cái tâm. Bây giờ nếu mà nói về muốn hỏi tiền mà không có tiền thì làm sao đấy? Làm sao mà bây giờ những đức chạy đi hỏi hòa thượng đấy? Làm sao hỏi hòa thượng đây? Mình còn trẻ gì đi hỏi hòa thượng tiền bạc? Làm sao được đây? Cái ăn, cái uống, cuộc sống. Bây giờ chuẩn bị mai đồ cho cả chúng chùa, mấy điểm chùa. Đó. Có những cô, những thầy, những chú nói dạ thiếu đồ bạn làm. Những đức nói cứ lấy cái đồ mà mình có nhiều quá, mà đồ mà không bạn làm đó, mình lấy mình bạn đi. Tại vì nếu mình để đó hoài chi, mình cứ lôi nó mình bạn đại đi. Mình bạn mai mốt cũ rồi mình mai đồ khác. Chứ nếu như mà mai đồ sáng sáng mà để bạn mà đi đâu giờ mình có đi đâu đâu, thì không lẽ đi lên giảng không bạn gì không, thì nó dư hoài. Thì thôi mình lôi nó ra mình bạn đại đi. Nên bạn tới nào cũ mai đồ khác. Chứ giờ đi mai đồ nâu hoài, chỉ có đồ nâu mới bạn làm được hả? Đồ nào mà bạn làm không được. Mà chùa mình làm gì đâu. Bây giờ như trong bếp á, người mà phụ bếp với những đức á, chỉ có phụ bếp lao bếp đồ, thì đồ nâu thì còn có thể. Tại vì sao? Vì cả cái việc làm trong bếp của chùa mình bây giờ mà cũng không có đến nỗi mà chạy lăn xăng nữa. Cả mà chiên sườn chay những đức cũng không phải như ngày xưa nữa. Không phải mà làm như những đức mà chạy lang thang lăng xăng. Quý vị, những người ở trong bếp nấu ăn, quý vị ngồi suy nghĩ đi. Phải là từ khi quý vị mà nấu ăn với những đức tới giờ, quý vị ít phỏng không? Quý vị rất là ít phỏng. Vì sao? Vì những đức làm đó, sao quý vị phỏng? Cái người mà làm mà mình phỏng, mình làm chung mà mình bị dập tay dập chân là cái người trên đó là hấp tấp. Một là hói, hai là hấp tấp, ba là họ không an định. Nên mình làm với họ là mình dễ té nè, dập tay dập chân nè, phỏng nè. Còn những đức thì làm rất từ tốn, có thời gian và tính toán, làm rất rõ ràng. Nên cái người làm với những đức đó, nó gọn lắm, nó rất là khỏe. Nên từ khi mà làm với những đức tới giờ, để ý đi, ít có phỏng lắm. Người ít phỏng lắm, làm rất là gọn. Mà làm với những đức là đa phần có nụ cười. Tại vì sao? Thì không có nụ cười sao đồ ăn ngon. Cho quý vị biết đó, quý vị thống kê cái việc cha mẹ trong nhà và người lãnh đạo đi, đa phần đều là dùng gương mặt nặng nề. Đi thống kê đi. Bây giờ quý vị làm một cái công việc nào đó, quý vị có người lãnh đạo đa phần là gương mặt nặng nề. Đa phần họ gương mặt nặng nề. Trừ những người này học Phật pháp, đa phần đều họ gương mặt nặng nề hết. Từ cha mẹ hiện tại, người lãnh đạo, người đứng ở kinh doanh, người đi làm ăn, đa phần là gương mặt nặng nề. Quý vị đi thống kê đi, phải không? Quý vị thấy những đức nuôi 2000 con người, quý vị thấy có bao giờ mấy bao nhiêu lần mà gương mặt những đức nặng nề không? Vì sao? Những đức không dạy gì đi sống nặng nề. Thật sự mình không dạy gì đi sống nặng nề làm cái gì. Cái chuyện làm là mình phải làm đó, mình nặng nề làm cái gì đó. Nên đó là gọi là người trên mà gọi là lo nhiều việc đó nghe quý vị. Người trên lo bao nhiêu chuyện đó nghe. Nên Đức thường nói câu này không biết bao nhiêu lần mà nói để găng quý vị. Người trên là lo bao nhiêu chuyện đó. Vì thấy những đức giống là con người bình thản, không lo chuyện gì, chạy lăng xăng giỡn với các cụ, chơi các cụ.
Người ta không hiểu rằng những đức dùng phương pháp đó để mà những đức sống và tu, và cũng vì ngay phương pháp đó mà những đức làm được bao nhiêu chuyện. Có nghĩa là ngay phương pháp sống vui, sống nhẹ nhàng, sống an lạc, mà những đức làm bao nhiêu chuyện đều nhẹ nhàng hết. Và bất cứ việc gì đến với những đức cực kỳ nhẹ nhàng luôn, rất nhẹ nhàng. Nên chùa mình không có đặt vấn đề nói rằng là người này là quá quan trọng gì mà họ không tu nữa thầy có bị ảnh hưởng gì không. Không có. Chỉ còn có những đức là việc gì cũng nhẹ. Có những đức thì việc gì cũng nhẹ hết. Tại vì sao? Vì tất cả việc đều nằm trong tầm tay những đức hết. Không có việc gì mà đối với những đức nặng nề hết. Nên mình rất là mừng mình gặp được một người lãnh đạo mà như vậy. Nếu không, chàng ơi, họ mỗi ngày nào là cái tâm tư nặng nề, họ sổ cho mình cũng chết. Họ hết buồn cái này, họ giận cái kia, họ trách cái này, họ nói cái nọ, mình nặng nề chết mồ luôn. Còn quý vị coi, ví dụ như một khâu nhỏ thôi, ví dụ như chăm các cụ già, ai cũng là người chăm các cụ già. Nếu nói về áp lực thì ai cũng là áp lực, đâu phải một mình đâu. Người ta cũng đi chăm các cụ, có khi người ta cũng bị mấy bà cụ chửi. Bản thân của mình đi áp lực thêm cho người ta thì bản thân mình dại quá. Vì sao? Vì người ta cũng chăm các cụ, mình cũng chăm các cụ. Mình đi ôm trách nhiệm là bản thân mình là trách nhiệm lớn nhất. Vậy bản thân mình cũng làm như người ta mà. Bản thân mình tại sao không đem cái vai trò mà đặt vấn đề mình nặng nề đó để cho rằng bản thân của mình cũng làm giống như người ta. Bản thân mình chỉ được giao công chuyện thôi, chứ ngoài ra lớn thì ai cũng làm việc như nhau. Thật sự. Nếu mình mà như vậy thì quý vị biết rằng có người bị nhẹ nhàng cỡ nào. Nếu như nói về chùa mình mà nói lo, những đức cũng không biết lo đến mức nào. 2000 con người lo làm sao đây quý vị? Mà còn phải giải quyết vấn đề con người, tính tình con người nữa à. Rồi mấy bà già bà tưng tưng nữa chứ, không phải chuyện giỡn đâu quý vị. Đó. Vậy mà người ta mỗi ngày người ta còn có nụ cười. Người ta lúc nào, ta thật sự ngay trong tâm những đức nha quý vị, những đức nghĩ rất là nhiều cách làm sao cho cái người ta ở trong chùa mình ta cười á. Những đức nghĩ nhiều cách làm sao cho Phật tử đi đến chùa được cười quý vị. Đó. Những đức chưa bao giờ mà những đức nghĩ rằng bản thân mình có một cái áp lực gì á. Chưa mà có một cái áp lực gì từ nhân sự cho đến tiền bạc vật chất gì luôn. Mà luôn luôn là mong cho cái người ta ở trong chùa mình á, người ta ở đây người ta được có niềm vui. Những đức nghĩ cho người ta vậy đó. Bây giờ tất cả các cô ngồi mà suy nghĩ đi, các cô nghe những lời này để một ngày nào á, nếu như các cô không ở trong chùa nữa mà các cô đi về đời á, hay đi đâu đó, các cô hãy nhớ lại những gì những đức nhắc nhở các cô. Phải rõ ràng không? Có khi các cô ăn không thiếu cái gì chứ nha, mà những đức mà nói mà khi nghĩ hay gì, những đức nói là mua cái đó thêm đi ăn đi. Trong lòng những đức muốn cho mấy cô là được có cái ăn thêm, được có cái đó bận thêm, được có cái này, được có cái kia. Phải là vì những đức nghĩ mong các cô vui không? Nên á, vừa nghĩ về cái vật chất nha quý vị, mà vừa nghĩ về cái tâm tư. Những đức nói chuyện cũng chọc họ vui vẻ này kia. Người ta ngoài đời người ta cũng có những người ta cũng nghĩ gì nè quý vị, làm chồng người ta cũng nghĩ gì nè. Bà sống như tôi bà có thiếu gì đâu, bà đầy đủ quá trời luôn mà. Nhà cửa xe cộ rồi phòng ốc, bà thấy bà có thiếu gì không? Không có thiếu gì chứ phải không? Vậy là được rồi, bà vậy là bà là phước cha mẹ người ta đó nghe. Nhưng mà cái bà làm vợ này bà nói thành công, tôi chỉ thiếu có một cái là bản thân của tôi cảm thấy ông rất nặng nề. Thiếu chỗ này. Ông rất là nặng nề. Tôi thấy ông rất là nặng nề. Ông biết rằng ông lo tôi rất đầy đủ, nhưng ông rất nặng nề. Ông không có cái việc mà trải lòng giữa một tình người tình cảm với nhau. Tôi cảm thấy cái vật chất này đến với tôi đi chăng nữa nó cũng khô cằn sỏi đá. Tôi rất là cần ông làm sao con người ông có niềm vui, có sự an lạc. Khi nói chuyện với vợ, với con, ông cảm thấy ông có niềm vui, ông nhẹ nhàng, ông nói chuyện thoải mái. Đó là cái mà tôi cần nhiều nhất đối với ông. Còn bây giờ vật chất là tôi không thiếu, nhưng mà nó rất là khô cằn sỏi đá. Quý vị coi những đức nói chuyện, một ngày quý vị lúc nào cũng có cái cười. Đa phần ít có bao giờ
mà những đức tạo ra một cái áp lực cho đối với đại chúng, cuộc sống và tâm tư. Những điều đó quý vị đã có được. Nếu như một người ở trong chùa mình mà tu tập không được, những đức nói rằng chính quý vị là người không muốn tu. Người không muốn tu, chỉ có lý do này thôi. Và khi phước duyên mình đã giảm rồi, nó chuyển hoàn cảnh mình phải khổ. Nó chuyển hoàn cảnh mình khổ. Đó. Quý vị nhớ rằng cái tâm an định, khi mình tu tập mà tâm mình không an định, nó sẽ chuyển hóa mình. Nó làm cho mình rất là lạ kỳ nha quý vị. Rất là lạ kỳ. Lúc trước những đứa có mấy huynh đệ, ông đang tu hành gì, tự nhiên ông nghe đệ tử quy một cái, tự nhiên sao biết không? Ông nói rằng bây giờ phải về nhà chăm cha chăm mẹ, cuối cùng về nhà nghỉ tu luôn, làm phiền cha mẹ. Lúc trước ở đây có cô Lon, cô cũng nghĩ đến con, cô còn nhỏ. Rồi mẹ cổ bên ngoài, cô ở ngoài cô đi làm để lo cho con. Những đức nói cuối cùng đi làm cũng gần được mẹ bao nhiêu thời gian. Phải chứ ở chùa là gần được mẹ rồi, nhưng khi đi làm có gần được mẹ bao nhiêu thời gian? Con gái thì mười mấy tuổi gì cũng có chồng, bây giờ cũng lao theo cái dòng xoáy cuộc đời. Có nhiều người nói với những đức một câu rằng: thầy ơi, con ở đây, sau này con không ở nữa, sau này con có cơ hội con quay lại, thầy cho con cơ hội nghe thầy. Những đức nói, những đức luôn luôn cho người cơ hội, nhưng quý vị có cơ hội quay lại hay không? Quý vị có cơ hội quay lại hay không? Xin thưa quý vị, quý vị ở trong chùa mà chính cái phước duyên bình an này, quý vị coi, có một gia đình ai biệt thự lớn mà có một cái vườn hoa và có một hoàn cảnh này cho quý vị sống không? Trên thành phố, những đức là người ở mười mấy năm, nhà có giàu cỡ nào cũng là một ngôi nhà kinh doanh, hoặc là thiệt là giàu nhà mấy tầng thì cho thuê ở bên dưới, hoặc là trên lầu để cho người ta ở, hoặc bên dưới để cho người ta kinh doanh. Mình ở một cái tầng nhà nào thôi, ở gì đó. Tại vì sao phải kiếm tiền thêm? Làm gì chúng ta có một hoàn cảnh rộng rãi như vậy để mà sống? Nhưng mà quý vị ở hoàn cảnh này mà quý vị lại bị hạ cấp. Vì đã hạ rồi, ở trong chùa quý vị còn đi hạ ra ngoài. Mà đã ra ngoài làm sao quý vị có phước hơn ở trong chùa? Mà đã là phước nó thiếu rồi, làm sao quý vị quay lại hoàn cảnh phước dày? Nói thì nói câu phòng chơi vậy thôi. Bạn đi đâu đi, sau này có cơ hội trở lại, thầy vẫn cho bạn cơ hội. Câu ăn tình thòng chơi một chút thôi. Thống kê tất cả những người đã từng đi và quay lại ở, vì có thấy mấy người không? Và ở được không? Vì sao? Vì phước duyên bị không đủ để ở hoàn cảnh này. Vì vô bị cảm thấy rất nặng nề, ở không có được. Bao nhiêu người nhìn ngó bạn, bạn ở không có được. Nên cái người tu hành giống như leo núi. Bạn gặp một tảng đá cao thì bạn phải leo qua, chứ không phải là gặp tảng đá cao bạn đi xuống lại. Thật sự mà nói, thời gian ở dưới chân núi mà đi lên tới chót núi, mà gặp một tảng đá cao khi chuẩn bị đi đến tới chót núi mà bạn lại đi xuống chân núi lại, kêu bạn đi lên lại, bạn đi lên lại chưa được tới cái cục đá mà bạn đã đi lùi lại, thì bạn đã đi xuống nữa rồi. Bạn đi xuống thì một lần nữa, thì bản thân của bạn làm gì có kiên nhẫn để leo lên cái chót núi này? Khó lắm, cực kỳ khó. Nên người tu hành á, phải kiên nhẫn và phải có sự kiên định. Và chúng ta phải có định hướng rất rõ ràng trong cái cuộc đời của chúng ta. Định hướng của những đức là nhìn từ ông cố nội những đức dài xuống, cho quý vị biết 100% luôn. Con người ta không biết có nhìn như những đức hay không. Quý vị cứ nói những đức là người thiếu học, nói chuyện rất là thô. Quý vị nếu như là người thông minh một chút, quý vị sẽ nhìn ra liền. Từ đời ông nội những đức dài xuống, những đức nhìn, nhìn cái gì? Đời ông nội những đức khi chết đi được cái gì? Đời cha những đức chết đi được cái gì? Đời ông ngoại, bà ngoại những đức chết đi được cái gì? Rồi tiếp tục đời ba những đức chết đi, nhiều người chết đi được cái gì? Những đức đã nhìn qua mấy đời, tới đời những đức chọn một phương hướng mới. Tới đời mình chọn một phương hướng mới đó. Nên cái góc độ chọn lựa đó đó, quý vị phải nhìn nó mới sâu sắc đó. Vì nếu không chúng ta vẫn là những con người đi qua một đời vô nghĩa. Nên chúng ta phải sống làm sao một đời đi qua có ý nghĩa. Nên khi ra đi thì nở nụ cười. Bạn phải sống làm sao có ý nghĩa chứ. Nên chúng ta có được cái cơ hội này, những người còn trẻ thật sự nếu có tư tưởng, thật sự mà nói có tư tưởng, cùng có tư tưởng sống với nhau tuyệt vời lắm quý vị. Xin thưa quý vị,
Nhưng Đức không mấy lần ngồi nói chuyện với những người mà cùng tư tưởng. Trong đạo tu tập bao nhiêu năm, mười mấy năm nay, ít có bao giờ những Đức ngồi nói chuyện với ai mà đồng tư tưởng lắm. Nói thì nói thôi, chơi thì chơi thôi, cười thì cười thôi, giả điên đại để sống với nhau. Còn để tìm người thật sự có tư tưởng, để đồng chí hướng, không tìm ra được một người. Không tìm ra được người nào cả. Quý vị nói với những Đức, có khi tại sao thầy nói chuyện với con nói ít gì? Vì không có chuyện gì để nói cả, chỉ vài câu gạo dơ cho vui giả lả thôi. Vì sao? Vì nó không đồng chí hướng. Không đồng chí hướng. Tại vì sao? Cái chí hướng nhận Đức nó không có nhỏ đâu quý vị à. Không có nhỏ đâu. Nên khi đi tu tập mình thấy đúng là Phật Pháp đã cho mình một phương hướng sống rất là ý nghĩa. Nên nhận Đức nói rằng, nhận Đức nhìn từ đời ông nội nhận Đức dài xuống tới bây giờ, và nhận Đức coi lịch sử bao nhiêu người làm vua, nhận Đức nhìn dài xuống từng đời lịch sử đã đi qua. Chúng ta phải chọn phương hướng. Và chúng ta thấy Đức Thích Ca Mâu Ni, Ngài chọn phương hướng giùm cho chúng ta. Cuộc đời Ngài có tất cả và có đầy đủ vô cùng, cuối cùng Ngài dẫn đi tu. Ta không đi tu ta làm gì? Đúng, rõ ràng Phật Pháp mới là điểm hướng thượng cao cấp nhất. Phật Pháp mới là chỗ hướng thượng cao cấp nhất. Và Phật Pháp có thể giúp cho chúng ta thông tình đạt lý. Trong cuộc đời này quý vị nhớ, nếu quý vị học Phật thật sự hiểu, thì Phật Pháp sẽ cho quý vị thông tình đạt lý. Tự nhiên quý vị sống trong mọi hoàn cảnh luôn, trong hoàn cảnh nào quý vị sống cũng rất đặc biệt, 100% luôn. Bây giờ quý vị bỏ Như Đức sống ở đâu, Như Đức sống cũng vui. Vì hạng người nào Như Đức cũng sống chung được. Nên Như Đức sống rất là vui. Hồi sáng có một cô gặp Như Đức nói, thầy thầy, con bé này sống gần với con, bây giờ nó kêu con bằng mẹ con thầy ơi. Như Đức nói lại một câu, bỏ cha bỏ mẹ ở nhà rồi thêm mẹ làm chi nữa, đừng có thêm nữa. Sống với ai cũng là cái phiền não nhất là gì? Là bị chấp nhất, vì cảm thấy quý mến quá. Chúng ta cảm thấy ai cũng quý mến hết trơn thì đúng là quá tự tại. Tại vì sao? Vì như vậy nó không có sự ràng buộc. Sống với ai mà người ta ràng buộc mình để sanh phiền não, tự mình sợ sợi dây đó ra. Quý vị phải nhớ kỹ, sự ràng buộc của tình cảm là sự phiền não của khổ đau. Con người sống không có tình cảm thì không được. Nhưng mà tình cảm với cái giả lả trong cái cõi đời giả tạm này thôi. Còn cái phương hướng của mình là phương hướng giải thoát. Đã xa cha xa mẹ rồi, đi tu tập, không có thầy, không có cái chuyện mà cha mẹ nữa. Chỉ có thầy hướng dẫn, chứ không có cha mẹ. Nên những Đức nói rằng, mình đã xa cha xa mẹ mình, nhận cha mẹ nuôi làm gì? Mình hãy thương con người ta bằng cả tấm lòng đi là đủ rồi. Lấy cái danh tự đó làm gì? Danh tự đó là sự trói buộc. Xa gia đình, xa cha xa mẹ cũng là điều khó, tạo thêm cha mẹ mới làm chi? Tạo thêm con nữa làm gì? Nó, như có những người có một đứa con, tôi cảm thấy khổ chết, đi nhận đứa con khác làm gì? Sự chối buộc đó có tốt đẹp gì đâu. Nên nhận thức được thì tự nhiên bị học Phật rất tự tại, rất là vui sướng. Có nhiều người họ trong chùa cũng cả chục năm đó quý vị, họ cảm giác cái Phật Pháp không có gì sâu sắc. Vì sao quý vị biết không? Vì họ không biết cái việc làm họ là quan trọng. Họ không biết cái việc làm họ là ý nghĩa. Họ không nhìn được ngày xưa họ ở ngoài đời họ làm cái gì, và bản thân của họ nếu không đi tu họ làm được cái gì khi họ ở ngoài đời. Có một cái cô này ngày xưa, cổ ngoài đời, cổ làm cái nghề dũa móng tay móng chân, cắt móng tay móng chân. Sau này cổ vô chùa tu. Nhưng Đức hỏi cổ, nếu 10 năm nay cô không đi tu, cô ngoài đời làm cái gì? Dạ nói con là chắc có thể làm chủ dạy người ta cắt móng tay móng chân thầy, làm tóc làm đẹp cho người. Nhưng Đức hỏi cổ, với công việc cô bây giờ, với so sánh với công việc đó, cô thấy làm sao? Nhưng Đức nói, việc trong ngôi Tam Bảo thì thôi quá ý nghĩa rồi thầy, quá ý nghĩa. Và bạn bè của con bây giờ
Hiện tại có những đứa chưa được làm chủ, dẫn đi làm công người ta, và mỗi ngày phải soi bói như vậy để kiếm tiền. Còn con bây giờ được sống những ngày tháng có ý nghĩa. Cuộc sống con rất ý nghĩa. Phải nhận thức con đường của mình khi gặp được, thì tự nhiên con đường này mình đi mình mới thấy thích thú. Phải nhận thức con đường này mình mới thấy thích thú. Có cái cô này ngày xưa ở ngoài đời học bên nha khoa, như Đức hỏi cô, 10 năm cô đi tu, nếu 10 năm nay cô không đi tu, cô ở ngoài đời làm gì? Làm răng. Cô thấy người ta làm răng, cô thấy người ta mang bao tay không? Bịt khẩu trang. Vì sao cô biết không? Vì không mang bao tay, dơ quá. Vì sao bịt khẩu trang? Vì hôi quá. Còn hôm nay cô được đi vô ngôi nhà Tam Bảo, cô làm cái gì? Cô không nhận thức được điều này thì 10 năm cô trong đạo cũng là vô ích. 10 năm trong đạo cũng là vô ích. Thật sự đó. Nên á, có nhiều người ở trong chùa họ không hiểu. Họ đi nhìn cái người ngoài đời lâu lâu vô tung tăng, họ ngưỡng mộ người ta, họ không hiểu chút nào. Việc này ngày xưa ngoài đời như thế ta hiểu rồi. Sự tung tăng của mình có 2-3 ngày nghỉ lễ, lâu lâu vô thứ bảy chủ nhật. Nhưng quý vị chưa biết cái trả giá của mấy ngày bình thường quý vị phải làm gì đâu. Việc này như Đức quá hiểu rồi quý vị. Làm sao gạt được những đức. Nên cả ca sĩ nổi tiếng đi chăng nữa, làm sao gạt được những đức. Vì cái vai trò này như Đức hiểu quá. Ngày xưa như Đức sống cho thành phố, gần trống đồng, gần ca sĩ, mỗi ngày gặp ca sĩ. Thêm cái nữa là gì? Ca sĩ đóng, diễn viên đóng phim, ca sĩ hát ca chỗ này chỗ nọ, cơm giao đến cho họ. Lâu lâu họ đi đến đây, quý vị mời họ ngồi ăn cơm vậy là cũng được lắm anh. Có nhiều khi họ đi lưu diễn hoặc là đi đóng phim, chỗ nào đóng phim ăn cơm chỗ đó, chỗ nào hát đang quay phim là phải ăn cơm chỗ đó, kêu cơm hộp đem lỡ tới chỗ họ ngồi chỗ đó, có khi ngoài nắng che dù hoặc là gốc cây ngồi ăn. Họ rất là vất vả, không đơn giản đâu quý vị. Chúng ta không hiểu được sự hào nhoáng của người khác, họ phải trả một cái giá gì trong cuộc đời đâu mà không hiểu đâu. Có nhiều người quý vị biết rằng trên thành phố bận đồ sang trọng như bà hoàng, bước vào chỗ làm là chỗ gì? Cặp tay với một ông già. Quý vị mà từng sống thành phố vì sẽ hiểu liền gì đâu, không phải quơ đũa cả năm. Nhưng rất nhiều cô gái đẹp, những đoạn đường cao cấp cho thành phố, nhìn cao ráo rất là đẹp. Sự hào nhoáng đó, người ở đây không hiểu, chỉ cần nhìn cái công nhận đẹp, ngưỡng mộ thiệt luôn đó nghe. Quý vị bước vào chỗ làm họ, quý vị sẽ cảm giác như thế nào khi quý vị cặp tay với một ông già đáng tuổi, ông nội, ông ngoại mình, chỉ cần có tiền đó. Nên người ta nói có tiền mua tiên cũng được, là lý do gì? Là vì chúng ta cần tiền, nên dùng đồng tiền có thể mua được tất cả những gì chúng ta cần thiết. Còn nếu như mà nói về có cái sự an lạc đạo đức, có cái niềm vui trong Phật Pháp, có sự giải thoát, thì đồng tiền này khó mua lắm. Dù vì có tiền vì cũng không có được niềm vui này nữa. Nhưng mà đòi hỏi quý vị là người học Phật, vì phải cảm nhận như thế nào kìa, phải nhận thức con đường đi như thế nào kìa, thì nó mới là cảm nhận được Phật Pháp. Còn nếu như quý vị sống cho qua ngày, sống buông trôi, hoặc không nhìn được từ gia đình mình, từ đời ông bà mình, và đời mình ở ngoài đời cái gì, làm cái gì, ví dụ vì có học đó, quý vị bước ra ngoài cũng đi làm công nhân, quý vị có thể làm được cái khâu mà bản thân quý vị học ra trường rồi được cái việc đó, khó lắm. Bây giờ quý vị đi học một cái ngành đó, ra trường có bằng cấp, quý vị cũng chưa chắc là quý vị có thể làm đúng như cái việc làm của quý vị đã từng học ra trường, chưa chắc. Xin thưa quý vị, bây giờ bằng cấp đại học thừa lắm, bằng cấp rất là thừa. Học ra bác sĩ quý vị cũng bị thừa luôn. Nên từ nơi đó có khi bỏ cái thời gian học rất là lâu, nhưng bạn lại không chọn được một cái nghề mà bạn đã từng học ra. Bắt buộc bạn phải đi làm cái việc đơn giản nhất. Bạn không làm thì không được. Nên người có bằng cấp cao thường khó xin việc làm là vì sao? Vì cái thời gian học của họ quá nhiều. Bây giờ kêu họ làm việc bình thường lãnh lương ít họ không chịu. Nên họ phải chọn công việc làm như thế nào mà phù hợp với cái đồng lương mà họ đã từng bỏ ra quá nhiều tiền để đi học, bỏ công quá nhiều để được cái bằng cấp này. Bằng cấp của họ cầm bây giờ cao quá, kêu họ làm một cái việc quá thấp, họ không thể nào đồng tình được quý vị à. Nhưng mà một con người muốn làm được một cái công việc mà phù hợp
với cái bằng cấp của mình là quý vị phải trải nghiệm qua những công việc đơn giản, nhiều công việc gom lại, kết hợp lại, quý vị mới làm cái việc mà cái khâu quý vị làm nó mới trở thành thật sự người có kinh nghiệm. Thật sự người có kinh nghiệm. Cuộc đời nó đã dạy những đứa một kinh nghiệm. Và sự hào nhoáng trong cái xã hội đã cho những đứa thấy cái vết màng ở phía sau không đơn giản như mình nghĩ. Không đơn giản như mình nghĩ đâu. Nhiều đứa nhỏ đây nó không biết gì đâu quý vị. Nó tưởng đâu cái sự xa hoa của xã hội đó là cái muôn màu muôn vẻ, nó bị lôi cuốn theo. Không phải như quý vị nghĩ. Không đơn giản như quý vị nghĩ đâu. Thật sự đó. Nên cái cuộc sống trên thành thị nhìn thì thấy như vậy, nó không đơn giản như mình nghĩ. Còn quý vị bước vào cái việc vợ chồng với nhau còn không đơn giản nữa. Chàng ơi, dính vào cái chuyện vợ chồng không đơn giản nữa. Bây giờ những đứa có người bạn như bạn Tài dính vô cái chuyện vợ chồng một đứa con trai thôi, không đơn giản rồi đó. Bạn phải lam lũ cực khổ vô cùng. Nó rất là cực. Thấy không? Nếu mà nói ra cuộc đời những đứa rất là cực hơn bạn ngày xưa, những đứa rất là khổ, nhà những đứa rất nghèo hơn bạn. Nhưng may mắn thay những đứa gặp được Phật Pháp. Nếu như những đứa mà bây giờ mà không gặp Phật Pháp, thật sự mà nói không biết mình với bạn còn thân với nhau hay không. Vì sao? Vì tôi quá lầy. Tôi ăn nhậu tôi quá lầy. Bây giờ không có người vợ nào chấp nhận. Một người bạn mà cứ gặp chồng mình là ăn nhậu say sưa, say xịn, nhậu quá lầy như vậy được. Và mỗi lần nhậu với bạn thì nếu mà vợ bạn từ từ không đồng tình, không lẽ bây giờ bạn chọn tôi không chọn vợ sao? Từ nó đó rất là khó. Nên may mắn những đứa đi tu, những đứa không ăn nhậu nữa. Nên tự nhiên tình bạn gặp lại với nhau lúc nào cũng tỉnh táo. Tỉnh táo mới tình bạn càng ngày càng sâu đậm. Thí dụ như những đứa quen anh Bình trên thành phố, nếu như bản thân những đứa mà không đi tu, làm sao những đứa lo cho ba anh Bình và mẹ anh Bình? Những đứa còn làm phiền anh không chừng nữa. Thấy chưa? Nhờ Phật Pháp vừa lo cho được bản thân mình mà vừa cho giúp được rất nhiều người. Bên cạnh mình còn mấy ngàn người nữa, còn tổ chức chương trình là mấy chục ngàn người nữa. Tại sao quý vị không nhìn Phật Pháp số 1? Quý vị không nhìn Phật Pháp đặc biệt. Quá đặc biệt rồi. Nó quá tuyệt vời, nó ngoài sự tuyệt vời. Nó hơn cả cái đặc biệt bình thường. Nên cái người mà ở trong đạo mà bước ra ngoài đi làm công và đi xè tay lãnh lương, những đức nói tại quý vị chưa có cảm nhận này. Những đức nói những đức có chết tại chỗ bây giờ cũng lết cho trong tam bảo mà sống. Tại vì sao? Không đơn giản. Từ khi ngoài đời là ngoài đời tới bây giờ. Chứ đã bước vào đây rồi mà nói cái chuyện bây giờ mà nói bước ra ngoài đi làm mà xè tay lấy tiền, không làm được rồi. Vì sao? Vì không đơn giản như mình nghĩ nữa đâu. Đó. Nên cái cuộc sống này nó hướng thượng mình, nó làm cho tâm mình hướng đến giải thoát rồi. Nó không còn đặt để tiền bạc nó nữa. Nên cái người ở trong chùa mình mà bây giờ mà nói tới cái chuyện mà không tu mà đi ra ngoài đời mà đi làm, còn nói đi về nhà để tu, bạn nói tôi mắc cười quá. Bạn nói tôi mắc cười quá. Bạn cứ nghĩ đi, ở trong chùa nó đông một ề như vậy mà bạn tu còn không được, bạn đi về nhà tu. Bạn đi làm cái gì không hiểu luôn. Sao mà tu quý vị? Quý vị coi có ai mà lớn gì mà đi về nhà mà ta để cho vị ngồi ở không không? Cha mẹ mà có nuôi bây giờ cha mẹ cũng đi qua lỡ nói câu mày cái thứ lớn đầu lớn cổ mà ở không làm biến làm nhát vậy hả mày? Thấy chưa? Sao mình ở trong nhà được đấy? Còn nếu mà sống với anh chị em, quý vị không có ở không được buổi nào hết trơn á. Giỏi lắm thì bị về cho bị nghỉ một tuần đó, để tóc dài dài một chút đó, rồi chuẩn bị kiếm cái việc gì cho quý vị đi làm đi. Chứ đi ra đi vô mà gặp quý vị nằm chương ướng đó, nó mệt mỏi lắm đó. Chính quý vị cũng sống không nổi đâu. Nên cho quý vị biết rằng cái cuộc đời này mình có điều kiện thì nó đỡ, mình không có điều kiện mà nói gì bà con dòng họ giàu thôi. Cái chuyện này thật sự mà nói nó quá sâu đậm từ tâm mà. Bạn chỉ có thể khè người khác là dòng họ tôi giàu lắm. Bạn nói dòng họ tôi giàu lắm vì cái xã hội bạn thích, giống như là bạn muốn có cái danh tiếng dòng họ tôi giàu lắm. Đi ngang dòng họ tôi có căn nhà biệt thự ở nhà dòng họ tôi đó, nhà anh tôi đó, nhà em tôi đó, nhà ông cố tổ tôi đó.
Quý vị ơi, đó là nhà của họ quý vị ơi, chứ không phải nhà của mình đâu quý vị ơi. Hãy sâu sắc đi, nhà của họ mà ta còn phải giấu luôn nữa. Nếu họ đối xử với chúng ta tệ, dòng họ bà con của chúng ta không thể nào nói được, vì nói mắc mặt quá, phải ôm nén vào tâm, phải chịu đựng. Anh có khi làm những việc tệ với mình, phải ôm nén vào tâm mà chịu. Đó, trong cái cuộc sống này nó muôn màu muôn vẻ, con người nó có thể vì vật chất mà đá đổ đi tình người. Nhận đức với bạn tài, nhờ nhận đức biết tu nên bạn bè với nhau gặp nhau mới gì. Nếu nhận đức mà không biết tu khó lắm. Thờ thế thay đổi, bạn có vợ tôi cũng có vợ, biết đâu vợ tôi với vợ bạn nó đều là có tính nết của phụ nữ hẹp hòi, mỗi đứa nó đều chích một câu với tôi với bạn, tôi với bạn sẽ mất tình bạn. Không đơn giản đâu. Nhờ chúng ta biết tu, và nhờ vợ đức đi tu cũng có duyên phước. Chứ nếu như đi tu mà ôm bình bát mỗi ngày thì thật sự mà nói bạn gặp tôi cũng thấy thôi tôi sợ bạn luôn. Sao mà kỳ vậy trời. Hồi đó ngoài đời cỡ nào cũng đi làm, rồi tối anh em đi nhậu đồ chút đỉnh, giờ tự nhiên sao bạn đi tu chi, bạn tu cái môn gì mà bây giờ mỗi ngày tôi đi ngang chợ mà gì xưng Mỹ xưng thấy trời ơi, bạn tôi đứng cầm bình bát, tôi đi ngang đúng là tôi chưa bịt khẩu trang, tôi gặp bạn bịt khẩu trang luôn. Tại vì sao? Chạy ngang gặp bạn đang cầm bình bát thì khắc thực, không lẽ giờ tôi đi ngang tôi bố thí cho bạn vài đồng. Vì thế thê thảm không? Nếu như đức đi tu mà không phải là gặp tịnh độ và cái duyên này thì làm sao đây quý vị? Người anh chị em người thân gặp dưới quê mình nó ta bây giờ nghe nói hiện đi tu mà nghe nói lang thang ngoài chợ tràn ô. Nó bây giờ mà có cái đám ma nào là có mặt nó đến liền. Mà cho hồi xưa nó hô, bây giờ nó còn hô hơn hồi xưa nó vô. Mọ nhậu quét à, hốc hát hết trơn. Nó thấy không? Nên từ nơi đó mỗi người mình phải nhận thức quý vị. Nó khi mỗi người mình nhận thức được điều này là mình thấy con đường mình đi tu mình chọn lựa sự đặc biệt quá. Thật sự mà nói chùa mình là duyên phước lớn đó quý vị. Nên Phật tử mà đi đến chùa mình duyên phước cũng không nhỏ đâu. Thì nghe cái câu không, người phước ở đắc phước, đắc phước người phước ở. Cái nơi mà vị đến mà nơi có phước là vì do có phước vị mới đến nơi đó đó. Thí dụ như ngôi chùa nó đầy đủ vị lợi, quý vị sẽ thấy bình an. Ngôi chùa này mà ngày nào vị đến đây, quý vị vô quý vị cũng nghe Đức nói một câu. Sáng nay còn có một bao gạo một, ngày nay nấu hết trơn. Mà chùa mình ngày nấu cả chục bao gạo, mười mấy bao gạo mà còn có một bao sao mà nấu. Sáng còn có một bao 25 kg. Tội nghiệp mấy bà già lớn tuổi, sáng nấu nồi cháo, múc cho mỗi bà miếng nước cháo. Còn mấy đứa còn trẻ trẻ thì có vài hộp gạo. Thấy nó còn trẻ, tội nghiệp cho nó vài hộp gạo để mà đỡ đau bao tử. Còn tội với bà già sáng nay húp nước cháo không, rồi bữa nay bà lên bà tu tờ ơi, bà kia bà lễ mà té mừ bà xỉu đem vô, vì đói quá húp nước cháo không, xỉu lột đột đi lang thang lại Phật không nổi. Bà đói quá bà lại Phật mà bà lại xuống một cái, bà lại xuống một cái mà bà nằm đó bà chịu bốn lại bà mới đứng lên nổi. Đi coi, quý vị nghe vậy bây giờ quý vị đi đến đây bị cộng tu bị chịu nổi không? Đã cơm họ không có ăn nữa, bây giờ bị đến đây ăn cơm bị ăn nổi không? Không lẽ bây giờ bị vô bị múc chén cháo bị ăn đó, thôi ta mô với đà Phật. Mỗi lần đến thì mới mua đồ lợi, mà tiền đâu mua. Ở cuối cùng bây giờ đi đến chùa chi nữa, cái chùa nó khổ chết mồ là đây làm gì? Còn đây nó đầy đủ đến làm ta lo cho mình hết chứ. Nên mình cảm thấy rõ ràng không? Người phước ở đắc phước, quý vị có phước quý vị mới đi đến đây. Đó. Nên
Hiểu nguyên lý này thì quý vị nói Phật tử của chùa mình đa phần có duyên có phước lớn, đến được an tâm, không có bất an. Còn người trong chùa mình là đại phước báo, mà tại vì họ không biết thì thôi, họ là đại phước báo đó quý vị. Nó bây giờ có nhiều nơi bây giờ mình cảm nhận là không có nước uống, là khổ cái nào chưa đó, nên bản thân mình phải nhìn nhận vậy thôi. Thì cuộc sống mình đặc biệt lắm, cuộc sống mình rất là vui, mình sẽ có nụ cười, cười nhiều nó vẫn là tốt hơn là đi nhăn mặt. Nhăn mặt chi, nhăn mặt nó nheo, nhăn mặt với nó nheo cái mặt, nheo mặt là nheo sao? Nhận thức vào mấy năm nay mà nó không gặp một pháp, mà nó không biết cười lỡ mặt như đứa nhìn nói vậy. Vô mấy tuổi tôi gặp bạn Tài, bạn hết tài. Tôi hiền sao lúc này sao bạn nhìn thấy ghê quá vậy? Lo cho vợ cho con biết rồi, mặt nheo chứ. Thấy chưa? Thấy không? Đó. Nên mình cười nó căng ra. Cười nếu nó bằng ủi, nó ủi mặt mình. Nên có nhiều bà già mặt nhăn nheo mà vô chùa, mà chùa mình mà giúp cho bà cười giết mà cái mặt nó gì nó bị nó ủi nè. Quý vị mỗi ngày quý vị lên chánh điện niệm Phật cái giống hịch là quý vị được mát xa mặt. Giết mặt đỡ nha. Còn gặp mà mỗi ngày còn cái mặt gì mà nó cười sao quý vị? Chàng ơi chàng, cười cái đó ai chịu nổi? Cười còn hơn khỉ bật má nữa. Biết coi nó. Nên quý vị biết đó. Có nhiều người mình nói tưởng đâu là ta cầm điện thoại mỗi ngày là sung sướng lắm. Chàng ơi, cầm điện thoại với cái mặt gì nè? 100% thì cầm điện thoại với cái mặt gì nè? Có nhiều người gặp nhân đức nói chuyện chút cầm điện thoại ra ngoài, chút cầm điện thoại ra ngoài, như Đức nói cầm điện thoại ra ngoài luôn đi, giải quyết xong rồi vô đây. Làm như làm ăn lớn quá cầm điện thoại. Tôi hồi xưa tôi chưa xài điện thoại nè. Tôi hồi xưa mới đầu tiên xài điện thoại cái trắng đen, cái xanh xanh trắng đen, trên thành phố mới mua cái trắng đen về gớt sóc hoài. Tôi nè nổ nè, vũ ngực xưng tên số 1 nổ nè. Cầm cái điện thoại trắng đen xài, về quê đâu có ai gọi đâu, mới xài điện thoại có ai đâu gọi. Cuối cùng cài báo thức, vô ngồi chơi với bạn bè, chút cài 15 phút báo thức, cài 20 phút báo thức, nó báo thức. Tao nghe điện thoại chút của mày. Chút chạy mày, tao nghe điện thoại chút của mày. Thằng bạn nói mày ngồi đây mày nghe đại đi, làm như là bạn lớn dữ. Chạy ra ngoài nghe, nó tao ra ngoài nói chuyện mới được. Mấy nhỏ bạn nó gọi về nói chuyện này chuyện kia, mà thật sự là báo thức. Có ai gọi đâu. Chảnh trẻ. Bây giờ mà Nhân Đức mà nói ai mà ngồi Nhân Đức mới cầm điện thoại chơi ra vô, Nhân Đức đi ra ngoài luôn đi. Làm như làm giám đốc không bằng. Giám đốc mà gặp tôi còn phá nguồn điện thoại nữa đây. 100% quý vị biết Nhân Đức quen giám đốc ít không? Không ít đâu đó. Gặp Nhân Đức cúp nguồn điện thoại. Ông giám đốc ông lo được cho mấy người? Lo bằng tôi không? Tôi còn không xài điện thoại. Ông làm như làm lớn hơn tôi yên bằng. Chạy ra thì vô. Phật tử mà đến chùa mình mà cầm điện thoại ăn cơm mà chạy ra thì vô. Những đức có ngày những đức cho mấy chú cấm vặn khỏi cho vô nhà ăn cơm luôn cho vị biết. Làm như làm việc lớn dữ. Ghê. Hồi sáng gặp bà già đang ăn cơm như ra gốc cây ngồi, nhưng Đức lại hỏi làm gì cụ? Dạ nghe điện thoại. Có chuyện gì quan trọng không? Dạ gọi cho mấy đứa con. Vậy bà về nhà luôn đi. Làm mà chuyện quan trọng quá. Chèn ơi chèn, người ta nuôi đi 2000 người mà ta còn không xài điện thoại nè. Mà chạy ra chạy vô.
Có việc gì quan trọng chứ à? Có việc gì quan trọng lắm không? Nên những người mà nói là việc này việc kia quan trọng mà điện thoại lang thang ngồi kế như thế, nói đi ra ngoài ngồi chơi đi. Ngồi đây làm chi vậy? Chàng ơi, lớn quá. Hiểu rồi quý vị ơi, nó không có gì quan trọng quá đâu. Do bản thân của mình cứ lang thang vậy thôi, gì đâu quan trọng. Đây mà mỗi ngày không gọi cú điện thoại mà cuối tháng vẫn xài lai rai quá. Hiểu không? Có gì đâu. Nó, quý vị nói ô phải cần liên lạc, phải cần có tin nhắn qua lại với nhau thì mới làm ăn được, vì cả chùa này 2.000 người cho nó chết hết từ quên. Chắc nó chết hết trơn rồi quá. Tại vì mình tập nó quen thôi quý vị ô. Tập thành quen thôi chứ có gì đâu. Đó, nên cái gì cũng do mình tập mà ra thôi quý vị. Do tập mà ra thôi. Nó có câu của nó, thầy ơi, con nghe thầy nói á, cài niệm Phật á, mà ta gọi á, không dễ đâu thầy, nó chữ chết mô luôn á. Mấy đứa làm ăn chung á, nó nghĩ làm ăn chung luôn. Khi nó gọi điện thoại, nó nghe câu Phật hiệu, nó nghĩ làm ăn chung với mình. Nó chữ chết luôn đó thầy. Nó nói chữ thì nó chết, chứ mình đâu có chết đâu sợ. Thử đi, một cái thằng niệm Phật, một cái thằng chữ đi, coi coi thằng nào chết trước. Hiểu không? Chàng ơi, mình phải ghen. Mình phải ghen kìa. Mình ghen mình lì giết á. Nó làm gì được mình? Mày gọi điện thoại, đi gọi tao điện Phật kệ tao. Mày không nghe mày bít lỗ tai mày lên đây mà mày gọi cho tao làm chi? Thử coi sao. Liều dài kéo vì tin Phật tới, các vị sẽ thấy. Phật nói công nhận cái thằng nó tin tao thấy ghê. Cái thằng kia nghe điện thoại mày chữ hả? Chéo, chéo. Tao kỳ chợ. Sao tự nhiên mình gọi điện thoại cho bên kia niệm ai với Đà Phật, mình chữ nó. Mình vừa chữ xong cái miệng mình. Chết mày chưa? Cho mày biết nha. Mày dám đụng với ai với Đà Phật. Chết mày chưa? Hiểu không? Nói thấy không? Vì thấy cười thấy sảng khoái chưa? Quá sảng khoái luôn. Thấy không? Thôi chúc vị an lạc vị ơi. Làm sao để hết khổ? Cười. Yeah. Làm sao để hết cười? Khổ. Thấy chưa? Giải thích rất là đơn giản. Làm sao để hết khổ thì cười. Mà làm sao để hết cười? Khổ. Tùy vậy thôi. Nhưng mà con người sống trong cuộc đời này nó có những cái đối lập, cái tâm mình ghê lắm nha quý vị. Như nãy buổi chiều như Đức tiếp một cái cô này trên thành phố xúc. Cách nay khoảng 2 năm về trước cô đã từng gặp Nhân Đức. Cô nói một câu: chồng cản trở đồ chuyện niệm Phật này kia, mà cô vô tới nhà vệ sinh cô ngồi cô niệm Phật. Nghe Pháp Hòa Thượng Tịnh Không, nghe Pháp nhiều người, sau này cũng nghe những Đức giảng Pháp. Vậy mà mới khoảng thời gian ngắn đây thôi, cô sụt 10kg. Thì đúng cái việc là có người đưa hình của chồng cô chụp hình với một cái cô nào đó. Chỉ có tấm hình vậy thôi. Mà trong lòng của cô, nó nghĩ rằng là chồng của mình phụ phàng mình. Cái tâm nghĩ vậy thôi đó. Rồi hỏi chồng, hỏi chồng, chồng nói không có, đâu có đâu, quen bình thường nên không có gì chứ nha. Nhưng mà bà nói có. Tôi nói với bà rồi, tôi không có nghe. Tầm bảy tầm bà chụp tấm hình cái tự nhiên bà nói tôi là ngoại tình này kia, tầm bậy quá, tôi không có nghe không. Bà nói có đi coi á. Nhưng mà bà rất là thương chồng bà, nhưng mà trong lòng bà muốn tìm hiểu sự thật của nó. Mà bà hỏi rồi chồng bà nói không có, mà bà nói chồng bà có. Rồi bắt đầu là bà
Chồng bà đi làm về bà lỡ bà ngửi đồ, bà coi có cái mùi gì lạ lạ không. Vì mà cái tâm đối lập nó làm cho bà phiền não, mà bà thời gian ngắn ta bà sụt 10 kg. Thì nãy bà đến bà gặp Như Đức nói chuyện, thì Như Đức nói một câu rằng nếu như giả thiết rằng, nếu như những đức mà không đi tu mà những đức có người vợ như cô, những đức cũng có thiệt luôn. Tại vì sao? Vì cô tự đối lập cái tâm cô, mà giờ cô sụt 10 kg thì cô nghĩ cô làm sao? Tự nhiên người phụ nữ sụt 10 kg thịt thì nhìn cô giống khỉ khô không? Thêm là mỗi ngày cô cứ là nghi ngờ, cô dè dặt, cô nghi ngờ, cô hỏi đon, hỏi ren, cô hỏi này, hỏi nọ, hỏi kia tùm lum. Cô không có chịu mà gọi là sống cho một gia đình nó được bình an, mà cô làm cho cái gia đình này nó nặng nề. Bây giờ mà sống với cô, ai mà sống nổi? Bây giờ thật sự không có chuyện đó xảy ra, nhưng mà cô làm chỉ có thiệt luôn. Thật sự luôn, thấy sợ cô á. Nhân Đức vừa nói chuyện với cô mà thấy cô còn sợ nữa, thì Nhân Đức biết ông chồng kia đúng là thê thảm. Tại vì sao? Cứ là hỏi đon, hỏi ren, nghi ngờ, đủ chuyện, quý vị nghĩ sao? Nó mà thương thì thương dữ lắm. Cuối cùng cô hỏi Nhân Đức, bây giờ thầy cho con lời khuyên. Nhân Đức nói rằng, cô im điềm vậy, cô sống đi, cô còn chồng. Cô mà làm quá, coi chừng cô mắc chồng. Làm quá mắc chồng thiệt. Im điềm vậy đi, làm tròn vai trò, cái vai trò của mình, làm mẹ làm vợ cho đàng hoàng, làm mẹ của con làm vợ của chồng cho đàng hoàng đi, rồi hoạt bát vui vẻ trong cái cuộc sống bây giờ. Người ta quá bận tâm nặng nề mà bà còn làm cho ta áp lực nữa, ai sống với bà nổi, giết nó bỏ bà thiệt á. Nên qua câu chuyện này những đứa nhắc nhiều người quý vị. Thí dụ như mình hỏi người ta cái gì, người ta nói không có, thì mình đừng có bao giờ bắt buộc người ta là phải có. Còn nếu không thì mình đi tìm cái câu giải đáp đi. Còn mình tìm không ra, mình khổ, héo hon, gán chịu. Ví dụ mình nắm được bằng chứng cho rõ ràng đi. Còn mình nắm không được bằng chứng rõ ràng, mình bắt buộc người ta phải có như vậy, thì là coi chừng bản thân mình sai. Hiểu không? Nên Phật Pháp là cái gì quý vị? Là giải tỏa cái tâm mình. Dù là nghe Pháp và tự định không nghe những đức giảng đó, thường ngày cô nói cô vui đến mức mà quá trời vui luôn. Lúc trước chưa xảy ra việc này, cô nói vui gì đâu mà nó vui, nó an lạc gì đâu mà nó an lạc, đừng có nói nữa. Những đức hỏi bây giờ bà có an lạc không? Nó dạ không. Thấy chưa? Nên mình học Phật đó quý vị, nhớ kỹ nè. Mình học Phật mình học làm sao á mà mình có những cái giả thiết từ tâm mình, có những việc nếu đến với mình thì mình sao? Mình cho cái đáp án đi. Con người ta thường á, lúc mà thuận tiện thì chúng ta thường tự hào. Ta đây, khi đụng chuyện là mình chết chắc. Chứ không phải chuyện giỡn đâu. Nên trong cái cuộc đời này tu hành á, muốn về cực lạc á, hoặc là sống trong cõi đời này không có cái gì mà nó tròn hoài chứ. Nhớ kỹ, không có gì mà thuận tiện hoài chứ, mà không có cái gì mà nghịch hoài chứ. Nó nghịch cỡ nào thì một ngày nào nó cũng thuận. Tại vì mình nhẵn, mình hướng đến mục tiêu đúng thì nó thuận. Còn nó thuận thiệt thuận thì có ngày nó cũng nghịch. Nó nghịch coi cái tâm mình sao. Nên mình nghe đạo, mình biết tu, quý vị nhớ, lúc vợ chồng hạnh phúc bình thường, mình thường có giả thiết từ tâm của mình, đừng có nói ra. Nếu như một ngày nào đổ bể ra chồng hay vợ mình, yêu người nào đó, sống với người nào mà mình biết được mình sao, mình đặt câu hỏi trước đi, để bản thân của mình có cái đáp án từ tâm. Để lỡ sự việc đó có thiệt, bản thân mình không đến nỗi hụt hẳn. Thấy chưa? Mình cứ cho người ta làm như một tờ giấy, thiệt là
không có một miếng gì đen. Có chừng đó mình hụt hẳn á. Đừng bao giờ cho chồng mình là số 1, vợ mình là số 1. Đó. Cái gì cũng đừng có đặt cái số 1 cao quá quý vị ơi. Thấy không? Nên có nhiều cô, mấy bà nói thầy là 100%, thầy là số 1. Tôi nói tôi số mấy kệ tôi. Hiểu chưa? Có nghĩa là người ta có quyền đưa lên mình như thế nào, nhưng mình có quyền đặt mình vào chỗ nào. Để bản thân mình suy nghĩ một ngày nào người ta đưa mình lên cao, người ta tự hạ mình xuống thì sao? Có khi trong cái cuộc đời này người ta đưa mình lên thiệt là cao, xong người ta ở dưới người ta cưa cây. Tôi cưa gốc cây quý vị. Người ta đưa mình lên cao xong ta ở dưới ta âm thầm, ở dưới ai mà biết được, mình tưởng đâu ngon. Mình trên đó mình văng cái giọng mình nằm chứ cao chứ. Không gió mát mẻ, không gió đồ chơi nữa. Không gió đồ ngon lành. Ai mà biết được ở dưới đây chèn ô nó cầm cái cưa ọt ẹt ọt ẹt ọt ẹt tới cái cây ngã rồi, quý vị nghĩ thì sao? Nên bản thân của mình á, mình lên cao á, mình cũng phải á kiếm cái đoạn đường nào mà mình bước xuống, lỡ có nó gớt xuống thì mình cũng có đi xuống từ từ, chứ không đến nỗi mà mình hụt hẳn, mình gớt cái rầm xuống tan xương nát thịt, răng miệng gì bánh chanh hết chứ. Hiểu chưa? Nó nhớ kỹ nghe, trong cuộc đời này không có một cái gì mà hoàn toàn mà tròn hết á, còn không có cái gì mà thuận hoài đâu nghe. Thuận cỡ nào thì trong cuộc đời này vẫn có cái nghịch, mà nghịch cỡ nào thì trong cuộc đời này vẫn có cái thuận. Học Phật rồi, dù nghịch cỡ nào quý vị hãy tìm ra một con đường thuận, đó là tự quý vị tìm, chứ không có bao giờ mà nghịch hoài đâu. Nhưng nếu quý vị đi trên con đoạn đường mà quý vị cho nó là nghịch hoài, khổ hoài, những đức tin 100% quý vị là con người tự bế tắc con đường của quý vị đó. Hiểu không? À, tự mình bế tắc con đường của mình đó. Nè, có cái chú này ông gặp như đứa cũng nói con cũng làm ăn kinh doanh cùng với thằng bạn. Thầy biết thằng bạn của con nó làm ăn phơ phớ đó thầy, cứ vợ vợ đẹp, con học không thua nó, đẹp trai cũng không thua nó, tính toán không thua nó, mà làm ăn thì thua nó, cứ vợ thua nó, con cái cũng thua nó luôn, cái gì cũng thua nó. Con nói con không cam tâm thầy. Nói con không cam tâm. Nhưng Đức nói không cam tâm rồi sao? Không lẽ đi giật vợ giật con nữa, giật của nó, vô duyên. Tự nhiên không cảm tâm. Con người nên chấp nhận cái mà mình đang có đi. Có những người người ta còn không có được như mình, nhưng do mình đặt cái vấn đề nó cao quá. Con người sống trong cuộc đời này hạnh phúc nhất là mình nên trân quý cái căn nhà mình đang có đi. Mình đừng có đi nhìn căn nhà biệt thự của người ta hoài, mình quên bổ túc cho căn nhà của mình. Mình cứ nghĩ người ta giỏi quá, mình leo lên không nổi với người ta. Leo chi cho nó cực? Leo chi à? Người ta lên tới trên cao rồi mình đi leo theo chi cho nó cực không? Mình cứ đứng cái chỗ của mình đang đứng đi, thì bản thân của mình cũng có sự tự tại. Ai biết cái thằng lên cao đến một ngày nào nó té xuống, nó té còn thấp hơn mình sao? Còn nếu nó không té thì mình chúc mừng cho nó. Hiểu không? Đó. Người ta học thiệt là giỏi luôn thì mừng giùm cho người ta. Còn mình học không giỏi bằng người ta thì mình cứ cố gắng cái vai trò của mình đi. Tự nhiên mình đi cố gắng mình leo lên để bằng người ta. Khi mình leo tới chết, mình leo cũng chưa tới chỗ của người ta nữa. Khỏi. Con người sống biết an phận, đã là phấn đấu rồi, nhưng mà nó là như vậy thì là an phận, chứ đâu phải là mình nằm chờ sung rụng đâu. Đã là mình phấn đấu rồi nhưng mà nó không phát triển được thì mình cứ an phận đi. Con người mà sống mà có góc độ vậy đó quý vị, đặc biệt chứ lắm, không có tệ đâu. Nên có một câu nè,
Người tu hành nên có phương hướng rõ ràng. Không? Phương hướng rõ ràng này, trong cái thờ mạt pháp này, ai chọn phương hướng cho mình rõ ràng nhất? Đức Thích Ca Mâu Ni, Ngài chọn pháp môn tịnh độ cho mình là rõ ràng nhất. Không? Chúng ta nên tin Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đi. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài đã chỉ mình pháp môn tịnh độ này, mình tu là mình yên tâm. Những Đức nói với vị nghe nghe, cái người mà thường thất bại là sống núi này trong núi nọ, dù họ có gặp cái pháp của Phật chỉ đi chăng nữa, họ cũng không thành công. Tại vì sao? Vì bản thân của họ không có định hướng rõ ràng. Họ tu nhưng mà cầu may nên họ không thành công. Nếu như con đường những Đức đi mà mười mấy năm nay cũng là cầu may thì những Đức không có thành công được gì đâu. Có nghĩa là những Đức toàn tâm toàn ý đi con đường này luôn, nên những Đức mới được gì. Những Đức cách nay 10 năm đi đến Đại Tùng Lâm, những Đức đứng ngay cái Đại Tùng Lâm, những Đức nhìn chàng ô cái ngôi chùa vậy đâu mà nó bự dữ cái chàng. Ngôi chùa bự gì, làm sao mà quản lý ngôi chùa này, ngôi chùa bự gì sao mà quản. Ôi đi mà có chừng lạc đường chết mồ luôn. Ai mà biết vài năm sau mình lại là coi chúng ở chùa đó. Ai biết quý vị? Thấy không? Đó. Cái bắt nguồn từ đầu nó có gì đâu. Nhưng mà là do định hướng của mình rất rõ ràng. Mình đi mình nhiệt tình hết mình, mình mới có ngày hôm nay. Nên những Đức nói với vị, mình đã gặp phương hướng rồi, mình phải gầy dựng cho nó mạnh, mình phải đi lâu dài. Đừng có ở núi này trong núi khác. Mình đứng ở núi ông Cấm, mình cứ nhìn núi ông Két hoài. Mình đứng ở núi ông Két, mình nhìn núi Sam. Mình đứng núi Sam, mình nhìn núi dài. Mình được ở ngọn núi nào thì mình cứ ở ngọn núi đó cho nó tốt. Lâu ngày mình cũng làm ông cớm ở núi đó chứ làm sao. Lâu ngày làm ông cớm ở núi đó chứ làm sao. Nó có cái thằng này, nó làm ăn cái gì cũng được. Nó đi đến một cái ngọn núi đó, ban đầu nó dựng lên cái trại nhỏ thôi. Nó nói dựng lên cái trại nhỏ ở núi này thôi, ai mà đi qua là ở đây mà sợ hãi này kia đồ thì giúp đỡ cho người ta. Vậy mà từ từ nó thu nạp thêm nguyên đám lô la, cuối cùng nó thành vua núi đó, quý vị thấy chưa? Từ một cái trại nhỏ mà thành vua núi. Còn nếu như mình đi đến cái nơi nào mình ở mà mình nhiệt tình hết mình, sau này bản thân mình cũng có chỗ đứng đàng hoàng ở nơi đó chứ đâu có tệ quý vị. Chứ đừng có bao giờ sống núi này chống núi nọ, ở đây nhìn chỗ kia, cứ phân hai ra. Con người mà thất bại là ngay cái tâm này nè, ngay cái tâm là tay này cũng muốn nắm mà tay này cũng muốn nắm. Vậy rồi sao? Hai cái tay nắm hai bên rồi sao mà mình đi đây? Như đứa hỏi quý vị, bây giờ ta bà quý vị muốn cực lạc muốn, vậy sao quý vị đi? Nhưng Đức hỏi quý vị đó. Bây giờ thí dụ như mình một lúc mình yêu hai thằng, một lúc mình yêu hai thằng, thằng này mình cũng nắm, thằng kia mình cũng tìm một cách nắm, cuối cùng nó kéo mình một phát, Đức làm hai. Tại cái thằng này nó dịnh mình bên đây, thằng kia nó dịnh bên đây, nó gịch một phát. Không lẽ mình còn có nửa người mình sống sao nổi? Thấy chưa? Ghê không? Nên đi tu cũng vậy. Chúng ta đừng có sợ lập trường lại, mà chỉ sợ chúng ta không dám lập trường. Hiểu chưa? Chúng ta đã khởi đầu không đặc biệt thì chúng ta đừng bao giờ tiếc nuối cái khởi đầu đó, mà hãy lấy đó để làm kinh nghiệm trong cuộc đời, mà hãy phát tâm đầu tiên lại khi gặp cơ hội. Nghe không?
Thí dụ như cuộc đời mình đi tu đi, mình gặp một cái pháp tu mà mình tu không có được, mà mình đã bỏ thời gian ra với cái pháp tu này cỡ mười mấy năm mình tu rồi, bây giờ mình gặp một cái pháp mà Phật chỉ mình thờ một pháp niệm Phật thành tựu, trong lòng của mình cũng muốn niệm Phật, mà mình nói bây giờ tu cái pháp đó mười mấy năm rồi, bây giờ mà bỏ cái pháp đó tiếc. Tiếc gì? Mười mấy năm nay mình tu có được đâu tiếc. Mình đã không được thì mình phải quyết định mình quay đầu, mình phải quay đầu, mình chọn lại thì sau này mình có tương lai hơn. Còn bây giờ mình lưỡng lự, mình liên tiếp cái bệnh này nhiều người lắm, bị lắm á, trì chú bao nhiêu năm nay rồi, bây giờ kêu niệm Phật không? Không. Giống như có cái bà vô ngôi chùa mình, chùa mình chuyên niệm Phật, bà vô trong chùa, bà đã phát nguyện một ngày là bà trì 21 biến chú đại bi. Những đức nói bà trì không có sai, nhưng mà bà vô một ngôi chùa chuyên niệm Phật thì bà chuyên niệm Phật đi thì cũng như bà trì chú rồi. Không chịu nhận thức, thấy chưa? Tu mà không có thông cái tâm nên cuối cùng bản thân mình không có kết quả gì đặc biệt. Cuối cùng á, niệm Phật xong đi trì chú biết đi đâu không? Đi vô trong cái kẹt, trốn trong đó, ngồi ngồi vòng. Bữa đó những đức đi vòng vòng vòng, những đức thì ưa đi vòng vòng chùa lắm, tự nhiên đứng nghe cái gì đứa nào gọi đây kêu gà ông sùm ở chợ đi coi mới làm gì mà chì nhanh lắm, làm cái gì cái đấy nào gà gì kêu gì tùm lum tùm la bay để đấy trong nó chui ra nó dạ con thầy á. Bà làm gì ở đây mà túc ông sùm với bà? Nói đâu có, chị chú. Nói sao chị chú mà chui vô đây? Sợ với thầy thấy, nó khổ ghê không? Hay chi mà niệm Phật đó thì đặc biệt quá rồi, xong rồi. Còn lúc nào chị chú thì về nhà mình chị, xong chuyện rồi, chứ ai cấm đâu. Đó, mà bây giờ chị thì chị, chứ ai cấm đâu mà tự nhiên đi chui vô đó chốn. Thấy khổ chưa? Tu hành mà không thông pháp, hành chấp pháp, thấy không? Nó chấp đúng nơi đúng chỗ, chấp mà không đúng nơi đúng chỗ tạo thêm cái phiền phức, tạo thêm cái gánh nặng trên đôi vai. Chưa à, tu hành phải hiểu, tu hành là càng tu làm sao mà càng gỡ những cái cục đá trên vai ra cho nó nhẹ, chứ không phải là tu hành càng tu để càng để đá trên vai cho nặng nề đâu quý vị à. Thấy không? Cái này là cái góc độ sâu sắc ở trong cái hội chúng đông đúc. Nên mình á, sự chọn lựa của mình phải nhìn nhận. Giờ con đường như đức đi bị thấy rõ ràng đó. Nhiều cư sĩ mà ta gặp Phật pháp còn trước những đức nữa. Mười mấy năm nay mà khi ta đi vòng do tam quốc, như đức ở có một nơi một à, cứ ngày ngày A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Rồi sau này Nam Mô A Di Đà Phật. Như chùa mình bị coi á, lễ lọc á, có những lúc mấy chú bật điệu địa chung A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Có khi mấy ông Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, làm cho cái người đi đến chùa mình tu giết rồi á. Sao cũng được chứ nha. Bắt A Di Đà Phật thì niệm A Di Đà Phật, bắt Nam Mô A Di Đà Phật thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật à. Quý vị coi giết con người ta hết tình chấp luôn, cái cách những đức làm là lý do như vậy đó. Đã là niệm Phật là tốt rồi, người ta niệm A Di Đà Phật cũng được, Nam Mô A Di Đà Phật cũng được, A Mi Đà Phật cũng được, Nam Mô A Mi Đà Phật cũng được. Có bà kia bác hỏi vì mô Phật được không? Nhưng đức nói được, được với bà cứ niệm mô Phật thôi, bà thấy được thì bà cứ niệm thôi. Ví dụ như A Di Đà Phật, A Mi Đà Phật, Nam Mô A Mi Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật thì đó là Phật A Di Đà, là vị giáo chủ ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. Vì mục tiêu niệm của chúng ta là để cầu ngày một ngày nào đẹp chờ ngày đến tiếp dẫn. Nghe không? Còn quý vị niệm mô Phật là Phật nào?
đâu phải của mình Phật A Di Đà đâu. Mình niệm mô Phật, mô Phật như Phật nào bây giờ? Bây giờ mình phát nguyện gì thế giới nào đây? Nên mình niệm A Di Đà Phật là đó là danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật thì cũng là Phật A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật thì cũng là Phật A Di Đà. A Di Đà Phật thì cũng là Phật A Di Đà. Nó có một cái bổn nguyện rõ ràng. Có niệm mô Phật, biết Phật nào đấy? Niệm hoài không biết Phật nào đến trước mình được luôn. Vì sao? Vì không biết Phật nào. Bây giờ Phật cũng lưỡng lự nữa, giờ nó niệm mô Phật không biết. Bây giờ sao tao đến trước đây nó có niệm tên ai rõ ràng đâu? Có chỉ niệm Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thì còn biết đó là Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Lưu Ly đồ này kia rồi thì có vị Phật rõ ràng. Còn cái này niệm mô Phật, Đức Phật ở mười phương khắp pháp giới, ngớ người hết chứ. Hiểu không? Thí dụ như bây giờ mấy chục ông thầy đang ngồi, thí dụ như bây giờ quý vị ngồi gì, quý vị gọi, phải gọi rõ ràng. Thí dụ như đây là thầy, thầy Nhẫn Chí. Thầy biết thầy Nhẫn Chí. Ông Nhẫn Chí đứng ra giờ kêu tôi có chuyện gì không? Đó. Thầy Nhẫn Đại thì biết, à kêu tôi có gì không cố. Đó. Thầy Nhẫn Lăng thì biết, à kêu tôi đứng lên có chuyện gì không cố. Thầy Nhẫn Thịnh, cần thầy giúp cái gì cô? Người ta biết được đó là một cái danh xưng rõ ràng. Có giờ mô Phật, có giờ ngồi chung nguyên một nhóm gì kêu thầy. Ai à, kêu ai hả ta? Ê, ngớ người không? Kêu ai à? Ai kêu tôi đó? Thấy chưa? Nên từ đó tự nhiên mình kêu thầy, nguyên một nhóm ngồi đông ị thì mình kêu, ai? Mình hỏi ai kêu tôi đó? Vì thấy Phật cũng ngớ người luôn, không biết gọi Phật nào. Các ngài đứng cũng bây giờ định tiếp dẫn, nhưng biết phải nó gọi mình không? Giờ mình gì mà mình lỡ mình rước nó nói thôi tôi không đi theo đâu, quê chết mồ luôn. Cái cách giảng này là cái cách vui nghe quý vị, đừng có bắt bẻ làm chi. Ngồi trong cái chỗ đông người nóng nực, giảng pháp nó phải có cái khả năng pha trò một chút để làm cho cái người nghe nó sống động. Thấy chưa? Chúng ta chia sẻ gì, Đức Phật mười phương cũng vui hoan hỷ nè. Chỉ có những con người không hiểu chấp nhất thì nói ủa Phật mà gì kỳ vậy, ta chấp pháp nữa thấy chưa? Thấy không? Nhiều chấp lắm. Miễn sao người ta giảng vui được rồi, có phương hướng rõ ràng được rồi. À, quý vị coi ở một nơi niệm Phật A Di Đà mà phát triển của chùa chiền đến mức này, cái đây là cái định hướng cho mình nhìn yên tâm rồi. Nếu bây giờ các anh em trong chùa mình mà mấy anh em sau này gì được như những đức gì, mỗi người cảnh giới gì thì mấy anh em coi đúng là số 1. Thấy rõ ràng không? Đó. Bây giờ ở đây cái chuyện mấy anh em làm rõ ràng nhìn thấy hết trơn rồi đó. Ở thời gian 5-10 năm là mấy anh em biết hết trơn, biết rõ ràng hết trơn. Chuyện chùa chuyện quản lý thì sao biết hết trơn, nuôi các cụ sao biết hết trơn luôn, Phật tử nữ tính tình sao biết hết trơn luôn, bà nào đẹp bà nào xấu biết hết trơn luôn. Ở nơi nhìn hoài biết hết trơn chứ sao, đúng không? Đó, ở một nơi định hướng rõ ràng, chọn mục tiêu chuẩn xác, nên sự chọn lựa còn quan trọng hơn cố gắng. Góc độ chọn lựa rất quan trọng. Chọn mà đã sai rồi có cố gắng cũng uổng công vô ích. Chọn mà đúng mục tiêu thì cố gắng nó mới thành công. Nên duyên phước rất là thù thắng. Những đức đi tu cũng không biết chọn cái gì. Bây giờ thì mình nói cho người ta nghe, nhưng mình đi tu không có biết gì đâu chọn. Nhưng mà duyên phước nó đưa đẩy mình, nhưng mà đưa đẩy mình đi đến cái nơi mà mình ở đó và mình có thể tiếp nhận.
và mình có thể cố gắng. Đó gọi là duyên phước. Có những người người ta cũng đưa đẩy gặp cơ hội mà người ta lại bỏ qua. Nó thấy chưa, bỏ qua mà. Nó giống như anh em đây ngồi, nhớ chú Linh, ổng ba mấy tuổi thôi, mắc gì mà chưa siêu thoát á, về đây cũng nghe pháp, nó cố gắng nương vào đâu chàng niệm Phật để mà được giảng sanh cực lạc. Ba mấy tuổi tu ở trong chùa, năm mấy đi về nhà, không, đi về nhà xong đi làm mà về nghỉ ngơi đột quỵ chết queo, không, trẻ khỏe ngon lành luôn. Nó như nãy gặp bà cụ, con trai bà 51 tuổi chết mà bà khóc hai con mắt bà sắp mù, khóc. Bà gặp những đức con cái rồi đưa đến xin cho bà vô cộng tu cho bà đỡ khóc. Những đức nói bà hởm trong chùa cũng có cái bà kia, con bà mắc bà khóc bà vô chùa. Cuối cùng những đức khuyên bà đừng có khóc nữa mà bà vẫn khóc. Cuối cùng những đức môi hai mắt bà mắc tiêu. Bà nghe chồng của bà cười sặc sặc sặc. Bà nói bình thường thôi, bà cười sặc 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 chứ chàng. Thấy ngộ không? Nó đúng rồi, nói chuyện nhiều cái bất cừ. Nó tự nhiên mình nói bà ở đó cũng có bà kia, con cũng mắc bà khóc. Bà vô chùa khuyên bà đừng khóc nữa, bà vẫn khóc. Cuối cùng đêm đó bà ở chùa bị những đứa môi hai mắt bà. Bà nghe bà cười sặc sặc, con mới cũng cười nữa. Xong những đứa nói bà thấy không, bà thấy bà cười bà cảm giác làm sao? Nó cười sao thấy sảng khoái quá. Ừ, cười bao nhiêu sảng khoái mà sao bà không cười đi. Những đứa nói với bà nghe, cái thằng con bà nó đúng ra nó siêu thoát à, cho bà biết. Mà do những cái giọt nước mắt của bà cái giọt nước mắt mà bà tưởng đó là thương yêu, cái giọt nước mắt mà bà lôi kéo, bà làm cho thằng con của bà bây giờ nó bao nhiêu cục đá nó đè lên người nó kìa, bà biết không? Bà ác lắm. Bà tưởng nó bà khóc vô là bà thương con mà hả? Ác lắm không? Ác hơn cá thác lát. Thì biết rằng nói cho bà nghe, bây giờ bà muốn con bà siêu thoát không? Nó dạ thưa thầy, thôi thầy nghe thầy nói sợ quá, bộ con nó bị đá đè thầy, đè chết mù nó luôn kìa bà kìa. Bà không có thấy đâu, thầy thấy. Con còn sao thầy? Đá đè nó kín mít chân luôn, lọt đúng cái ngón tay kìa con. Chết bồ con của con, trời ơi. Đè cái đó sao nó sống nổi thầy? Thì nó chết queo mà còn đâu sống nữa. Đè cái linh hồn nó, bà biết không? Bây giờ nó đã chết cái thân rồi mà cái hồn nó còn không yên nổi. Giờ đá đè nó kín mít chân, lọt có ngón tay một, nó hấp hối, nó thở sống qua ngày bằng cái linh hồn đau đớn. Nó nghe thầy nói đau khổ quá, bà khổ nữa, bà khổ nữa, bà vô khổ cái cục đá lên mình nữa kìa. Nó sao vì sao thầy? Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa là hết đà. Bà đây, bà định ở tu bao lâu? Bà nói một tháng. Một tháng, báo cho tin cho bà biết, một tháng ở đây bà không có một giọt nước mắt thì được ở, chỉ cần một giọt nước mắt là tôi moi mắt bà luôn. Bà với con có cười sặc 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 rồi đăng ký ở hơn, thấy chưa? Nói chuyện lạ kỳ chưa? Như người ta lỡ người ta khuyên, cụ ơi chuyện đâu còn có đó cục, con cái mắt nó cũng đã mắc rồi, con cái đến với mình có duyên thì gặp mà hết duyên thì xa. Bây giờ cụ có đau khổ thì nó chết, nó cũng đã chết rồi cụ à. Nói kiểu đó. Chịu nổi không?
nói cái đó mà quý vị kêu người ta hết khóc, chịu nổi không? Nghe thì kể lễ rồi nhắc nhở giống như đúng, nhưng mà lại không phù hợp. Tôi moi mắt bả, miễn sao bả đừng khóc thôi, chứ tôi có moi mắt bả đâu. Xong như đứa kể câu chuyện, như đứa nói bộ bà nghĩ con mình con bà chết không bằng mơ hồi sáng. Nói chuyện gì vậy thầy? Cái bà này mới có 40 tuổi, có đứa con trai 12 tuổi, thằng con trai độc nhất, một cây một trái. Hỏi sao thầy? Nó chết queo rồi, mới 12 tuổi. Hỏi sao nó chết vậy thầy? Hoặc nhỏ xíu sao mà chết? Nó bệnh hoạn gì mà chết? Không có bệnh gì chứ á. Hỏi sao nó chết? Xe đã tông nó. Hỏi xe gì? Xích lô. Cừ đố. Cừ đố với mày. Chè sao gặp thầy cừ hoài vậy? Nói chuyện ta chết mà cũng cừ. Xe tông một cái rầm. Nó xe gì? Xích lô. Nhỏ lợ ngay chăng cái chỗ khu vui chơi, khu vui chơi có xe xích lô chạy để tham quan. Nhỏ đi tung tăng chạy giỡn vui vẻ. Vậy mà chiếc xích lô đi tham quan đụng nhỏ chết tại chỗ. Số chết. Bà thấy chưa? 12 tuổi đã chết rồi, con bà nhiêu tuổi? Bà nói 50. Nó, con mà 50 tuổi nó chết cũng vừa. Nó 12 tuổi nó đã chết rồi, 50 tuổi làm gì không chết. Thấy chưa? Nói chuyện giải thích nó lạ lạ mà làm cho ta mắc cười quý vị. Rồi dẫn dắt cái tâm buồn khổ người ta đi ra ngoài. Những đức cứ nghe, ai mà nói chuyện những đức á, hoặc nghe những đức nói chuyện lạ lắm. Có bà kia bà nói công nhận thầy, con nói thầy đúng là kiếm khách thiệt. Ôi trời trời, xưa thì tôi mới nghe câu đầu tiên luôn. Tôi nghe thầy số 1, thầy vui vẻ, tôi chưa từng nghe kiếm khách. Bà chắc có viên kiếm hiệp nhiều lắm phải không? Lọc viên quá trời luôn. Tự nhiên bà gặp tôi, bà nói tôi kiếm khách là sao? Tự nhiên kêu tôi là kiếm khách là sao vậy hả? Vì sao các hạ để kêu tôi là kiếm khách gì hả? Quý vị coi, tự nhiên kêu mình là kiếm khách, bà nói thầy biết không? Có khi mà con buồn thầy, ai khuyên cỡ nào cũng không được thầy. Tự nhiên thầy, nghe thầy nói chuyện, thằng buồn cháy mất tiêu. À, thì ra là gì? Bà biết không? Tôi nói chuyện á, không phải là tôi kêu thằng buồn ra đâu, mà tôi chọc người ta vui. Khi người ta vui rồi, mấy thằng buồn trốn hết. Nên mấy thằng buồn nó gặp những đức phái lắm. Tại sao? Nó nói những đức gì nè? Nếu mà không gặp thầy chắc buồn hoài quá. Vì buồn cũng sung sướng gì đâu. Nhưng mà không có ai giúp cho vui được thầy ớt. Nhưng mà từ khi biết thầy tới bây giờ hết buồn. Nên cảm ơn thầy. Thấy không? Nói chuyện giúp người ta vui, kêu thằng buồn ra đây chơi có. Ra đây. Ra đây buồn. Buồn mày ra đây con. À, ra đây chơi với thầy nè con. Chưa? Kêu buồn ra. Đó. Nó không chịu ra. Nói à ra đây thầy cho sữa ốc chó uống nè cậu buồn. Kêu buồn ra. Thầy ra đây con, ra đây. Hộp sữa ốc chó con cho uống. Cho nó sữa chạy ra. Nói, buồn. Nên quý vị ơi, đừng có để cái buồn trong lòng chứ quý vị à. Thường cái người mà để nỗi buồn trong lòng lâu ngày, nó dễ vỡ mạch máu lắm. Nó buồn quá, viết tắc nghẹn chết. Chẳng phải chuyện giỡn đâu nghe quý vị. Nên sống trong cuộc đời này, quý vị đừng có làm cái chuyện ác ôn đó. Vì sao tự nhiên làm chuyện ác ôn là sao thầy? Quý vị buồn là ác ôn đó. Quý vị buồn cái đó là sân si đúng không? Ờ đúng. Buồn là sân si cái bên. Phải không? Làm cho quả địa cầu này nóng thêm. Bộ nóng bao nhiêu chưa đủ sao mà quý vị còn làm cho nó nóng thêm. Quý vị phải ác ôn không? Nghe không? Nên đừng có buồn nữa.
nhưng phải có phương pháp. Thí dụ như quý vị thường là buồn là do quý vị nhớ buồn. Thí dụ như cái bà kia, bà thương chồng bà mà bà nghĩ chồng bà có vợ bé, thì bà nghĩ cái việc lúc mà bà ở bên cạnh chồng bà, chồng bà thương yêu bà, chồng bà chăm sóc bà đặc biệt ghê. Mà bây giờ nghĩ tới cái chuyện thằng chồng mình nó chăm sóc con nhỏ khác, tức gì đâu quá chàng ô chàng nó tức. Thấy chưa? Đó là do mình diễn cái cảnh trong tâm mình ra, rồi nó lại phát cái tâm ích kỷ nhỏ mọn, không chia chác cho ai. Rồi bắt đầu nó tự đối lập với tâm mình, và nghĩ, càng nghĩ thì càng chối buộc lại, càng nghĩ thì càng hẹp hòi lại, càng nghĩ thì càng khổ đau nhiều. Bây giờ muốn hết buồn hết khổ thì mỗi ngày phải thường có một phương pháp để nghĩ. Là mình nghĩ ở cõi đời này không có gì tròn vẹn đâu, không có gì thuận tiện hoài đâu, mà có một nơi mà mình đến sẽ được tròn vẹn và suôn sẻ, đó là thế giới cực lạc. Chỉ có thế giới cực lạc thôi à, là cái chỗ bình yên tròn vẹn suôn sẻ nhất luôn, không có chuyện hơn thua đấu đá. Còn ở cõi này thì được đó mắc đó, có đó mắc đó, sống đó chết đó, nó khỏe mạnh đó bệnh đó, đang khỏe mạnh gì tự nhiên bước ra ngoài bách 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 trời cô trời, đúng là nó kinh khủng đi chứ. Có không? Có bao nhiêu con người trong cuộc đời này bị coi vừa cũng ly rồi, tôi anh cũng ly, chúc mừng làm ăn phát đạt nghe, bước ra bách 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 thì coi phải không? Nó xác thực kế bên, vừa chào hỏi đó, vừa sống đó, chết đó. Quý vị coi cái chung cư mini ở miền ngoài có thấy chưa? Tối đêm đó còn gặp nhau, chào nhau, đi uống cà phê, đồ, đi ăn cháo lòng, đồ chơi, đồ ngon lành. Tối đêm đó, ai biết được, tự nhiên nó bốc cháy lên. Con người bị lửa bao xung quanh, kêu gào, không ai đến cứu được, chết quéo. Thấy chưa? Rõ ràng không? Phải là cái vô thường trong cuộc đời chưa? Không chịu suy nghĩ gì, cứ cho rằng là cái gì trong tầm tay mình nó là vĩnh cửu, mình phải nắm cho chết, không ai được lấy. Bản thân mình khi chết rồi thì nó sẽ vô tay ai, ai mà biết. Cuộc đời mình hôm nay còn được của mình thì hãy trân quý ngày hôm nay đi. Ngày mai nó không còn của mình thì đưa qua tay người khác. Trong cái cuộc đời này chúng ta có đòi sở hữu không? Nên chúng ta khổ hoài. Mình á, chồng mình sở hữu của mình được hai mấy năm, 30 năm, thì đến lúc nó đưa cho cái đứa khác xài chứ. Thì bản thân mình mở tâm lượng đó đi, sở hữu được nhiêu thời gian nó cũng được rồi. Cứ là muốn hoài, không chia cho ai, te tua phải rồi. Còn được hoài thì cả đời thì cũng được. Còn nếu như mà nó giữa chừng đưa cho đứa khác xài thì mình nam mô với đạo Phật thì ngon quá rồi. Thấy không? Quý vị biết rằng tu vậy đó mà bây giờ nghe đi hộ niệm, đi vòng vo tâm quắc, đi lang thang ngoài đường, có ngày có chuyện cẩn thận vô này. Nhà cư sĩ này lập ra cái đậu tràng ba mấy người lỡ tu, đi lợi tu hành, cái thằng bạn cũng đò, anh em bạn đến tu chung, lợi phụ trợ để sắp xếp đạo tràng ba mấy người tu, đi hộ niệm đồ cũng đi chung, tin rằng bạn ngon lành. Ai ngờ quý vị, thằng bạn vớt vợ mình luôn. Bạn vớt vợ luôn, ông này hụt hẳn luôn. Gặp những đứa hỏi bây giờ con phải về làm sao? Dứt đứa nói ai biết. Tất nhiên đâu phải vợ tôi đâu tôi biết. Quý vị hỏi làm sao? Thì những đứa nói một là gì? Nếu vợ mình nó nhẹ dạ, nó lỡ lặng vậy thì thôi, giống như nước qua đường cống thôi. Nếu như chúng ta suy nghĩ kỹ thì nếu muốn giữ được cái cống này lại thì chúng ta nói rõ ràng. Thì bây giờ
em lỡ nhẹ dạ vậy mà em còn thương anh không? Còn còn thì thôi, còn thì nói à được rồi, cũng như chuyện đó gói gọn lại cho nó qua đi. Còn nếu như mà mình là người hẹp hòi chút thì mình chia tay ly dị, nó đi theo thằng kia luôn thì mình mất luôn vợ. Còn bây giờ thì thôi, bao nhiêu năm mình dùng, bây giờ lâu lâu cho người ta dùng thử thì sao? Mở tâm lượng gan chút đi, cũng là một phần lỗi lầm là do mình. Mình để cho vợ mình nó có thời gian quá, cuối cùng á nó ngồi nói chuyện đồ này kia, nó chia sẻ Phật pháp. Cái vụ chia sẻ Phật pháp nó ghê lắm á chị vợ. Nó chia sẻ Phật pháp ghê lắm. Ban đầu nó chia sẻ Phật pháp nghe mê lắm, nghe quý vị ô. Nỉ non, chia sẻ Phật pháp nỉ non đặc biệt lắm á cô Châu. Mà chuyện dở đâu kia, nói này nói kia nói nọ nghe ngon lành một thời gian vài bữa, trời nó chia tùm lum tùm la chứ. Nó đây cái vụ đó nguy hiểm lắm quý vị. Nó nên Chu Quan Sĩ ngày dạy ngày nói nhà mình thuê người làm, vợ mình còn trẻ mình đi thuê trai đẹp trong nhà chứ, lựa cái thằng nào què què mình thuê á, hoặc cằn cội xấu xí đồ mình thuê vô nhà mình ở nó làm. Còn nhà mình có chồng trẻ mình đi thuê con gái đẹp trong nhà làm chi? Làm xong đi về chứ mình thuê con gái đẹp trong nhà làm gì? Mình để trong nhà có ngày chồng mình dính con nhỏ đó làm sao? Chu Quan Sĩ ngày dạy rất rõ ràng, thấy không? Nên bạn bè thì bạn bè mà đi đến nhà chơi hoài, không có mình ở nhà, bạn cũng lỡ chơi được. Lỡ chơi của ngày nó chơi vợ mình luôn. Nó có đâu quý vị thấy chưa? Nó có còn gì? Không, thấy kinh chưa? Nó bây giờ thì mình, bây giờ mình tâm lượng mình mở ra, nếu bây giờ em còn thương tôi rồi tha thứ cho em đó, chuyện này xí xó bỏ qua một bên, từ hôm nay làm lại từ đầu bình thường hết, vợ chồng sống con cái đàng hoàng, kinh nghiệm, còn bạn kia mày đi chơi chỗ khác mày xong chuyện rồi. Còn nếu như mà bản thân mình hẹp hòi quá, mình lôi lớn chuyện thì cuối cùng vợ mình đi theo bạn bạn luôn, mất con vợ, mất tiêu con vợ, không có con vợ nữa. Thì chưa tính đi, mình đặt bài toán cho nó kỹ quý vị. Đối với chồng ngược lại cũng đối với chồng là vậy đó. Mình khôn khéo thì mình còn thằng chồng, mình không khôn khéo thì mất kêu thằng chồng. Nó mình thật sự con người mình tình chấp nặng nề quý vị ơi. Như những đức nói nước qua lỗ cống thì chẳng còn lỗ cống. Còn nếu như mình đá đổ cái cống thì mất mà mình mất tiêu cái cống. Ví dụ như mình có cây dù che mưa hay cái dù che mưa không mấy bà, thì lâu lâu người ta mượn người ta che mưa, bản thân của mình mở rộng tâm ra thì chẳng còn cái dù, còn mình hẹp hòi mắc cái dù như thế. Hiểu không? Mắc cái chì lắc chài luôn sao? Nên tu hành phải khôn một chút, nó mở tâm lượng ra. Con người ai cũng có những lúc bản thân mình phải giống như mình phải nhẹ dạ, nhất là phái nữ. Nên vợ mình là mình phải thường nhắc nhở nó. Thì người phụ nữ nó dễ nhẹ dạ lắm. Mình mà để cho nó nói chuyện với trai đồ này kia là nó nhẹ dạ. Thật sự nó không có muốn đâu. Mà nhiều cái thằng bạo tác bạo tàng, nó bay vô nó càng quét ai mà chịu nổi. Thấy không? Thì bây giờ phụ nữ mà tội nghiệp người ta nên mình cũng tha thứ đi. Có nhiều đàn ông nó dữ dằn lắm. Nó có khi mà ngồi gần gần nó bay nó đè đại, nó ôm đại, ban đầu cũng xô xô, xô một chút xô không nổi, im gu luôn. Thấy chưa? Nên từ nơi đó mình nói mình không đổ thừa cho vợ hết đâu quý vị ơi. Nó có khi bản thân mình gước cướp về nhà, nó cướp bây giờ nó nhiều lắm. Hiểu không? Nó quý vị nghe những cái điều chia sẻ này hãy nhớ kỹ, tu là tu đó, mà đi hộ niệm, mà đi bằng đêm rồi chạy lang thang ngoài đường nha, rồi bằng đêm bằng hôm không có chỗ ngủ, ngồi góc này góc kia, nằm giữa đầu này giữa đầu kia ngủ, rồi có khi ngủ không được, rồi bữa đó có sáng trăng, rồi cái thằng này nó lại làm thơ hay nữa, nhìn trăng sáng trước giường dưới đất ngỡ là hương, ngẩng đầu nghe thương nhớ, cúi đầu nhớ cô hương, chết bồ luôn. Gặp thời của nó ai chịu nói thiệt không, chết bồ luôn. Ấy không, cái thằng này nó quá không tơ hay mà cuối cùng vợ mình mê.
từ những bài thơ đó mà vợ mình mê đắm luôn. Cuối cùng đi hộ niệm đội đi theo nó hoài. Rồi có ngày nó tự nhiên nó nói: nàng ơi, cái gì vậy? Có chỗ đó ấm áp quá kìa nàng. Chỗ nào? Chỗ này nè, nàng lỡ đây. Nó nguy hiểm chưa? À, đi hộ niệm đó, dòng do tam quắc đó, cẩn thận nghe, coi chừng á. Với một là đèo chạy xe tấm ba. Kêu chạy xe tấm ba đó quý vị. Xe chặt quá. Bữa đó đi hộ niệm bằng đêm về, thằng này nó chở hai bà leo lên ngồi, cuối cùng nó thắng một cái ạch. Thắng một cái ạch. Nó chạy một tay. Nó chạy một tay. Còn một tay nó chọt chọt vô bụng. Bà này cừ cừ, rồi chết mù. Kiểu nó giỡn kiểu đó mà cừ cừ lên xe sống rồi đó. Còn cái gì nữa? Một tay chạy. Một tay chọt 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 chứng giỡn như này. Im cu. Rồi xong luôn rồi đó. Kỳ sau là nó chọt thiệt. Thấy chưa? Nó ghê lắm. Nó xe tống ba rồi đó. Nó giật giật vài cái đó. Nó kiểm tra. Nó kiểm tra hộ khẩu. Hiểu không? Nó thấy không? Đi đi lang thang đi. Đi đến chùa tu là đi đến chùa tu rõ ràng. Đừng có đi tối ngày xách cái giỏ đi lang thang. Đi có ngày coi chừng bóng bóng bang bang. Chứ có chuyện xảy ra đó nghe quý vị. Những cái điều chia sẻ này quý vị thấy vừa vui mà vừa có đạo lý bên trong đó nghe. Nó đừng có nói mà cừ không mà không để ý không.